tối con về làm con muốn, trời con ra con mua vé, trời ơi chạy muốn chết luôn rồi á. Mà đâu có giờ này á, Tết nhất rồi đâu có vé về, mà tía làm gì mà tía hối con dữ vậy không biết nữa. Trời con đâu có thời gian đâu tía ơi, giờ tía nói gì tía nói lẹ đi, con đi liền giờ con không có thời gian đây, con đứng đây con nói tía. Tía, tía, con nè. Mằng hết hồn mày. Trời ơi, nãy giờ con vô tía không biết hả? Con vô ngõ nào, nãy giờ tía nhìn ra đây không thấy mày vô. Thì vô ngõ đó đó, những ngõ nào? Về rồi ha. Dạ. Đi xe mệt dữ ha con. Dạ mệt lắm tía ơi, trời ơi, Tết nhất mà đâu có xe về đâu. Mà tía biết không, bữa nay con về là con bận lắm á, con về được chút xíu thôi. Bây giờ tía có chuyện gì tía nói con liền đi, con đi liền á, con không có thời gian đâu á. Bay hay ha, bay về tới nhà bay chưa bước vô cửa cái bay đòi đi rồi. Bay mặn như ở nhà này không phải nhà của bay vậy à? Không phải, trời ơi con nhiều việc lắm, con phải về trở là con lo công việc của con nữa. Công việc thì cũng từ từ chứ, bay mặn như bay có con mọn vậy hả? Thì đúng rồi. Tía, con bận lắm, nhiều chuyện lắm. Bây giờ con bận cứ như là người có con mọn vậy đó, y chang vậy đó. Tía kêu con về đây có chuyện vui hay chuyện buồn? Đang lý ra đó là để mời mốt tía nói cho bay nghe. Dạ. Mà thôi thấy bay nôn quá, tao nói luôn cái cho rồi. Tía, chuyện vui hay chuyện buồn? Bữa nay tía kêu con về là đặng tía gả chồng cho bay đó. Gả chồng cho con. Tía, con xin lỗi tía. Trời ơi, tại con mừng quá chứ không phải con cố ý vậy đâu nha tía. Con xin lỗi tía. Tía để lộn hai đứa con gái. Dạ. Mới nghe gả chồng nó giết cha nó luôn. Trời ơi, đâu có đâu tía, con lỡ tay. Tía yếu lắm rồi, không phải như ngày xưa nữa. Dạ. Bữa nay tao đi thăm nước ruộng mà gió sơ sơ mà nó đưa tao lên đọt dừa rồi đó. Trời ơi, rồi có sao không vậy? Trời ơi, tía ơi con thương tía quá à. Sao tía? Tía ơi con nói tía đúng rồi đó, bây giờ con cũng lớn rồi, tía lo tía gả chồng cho con đi. Phải rồi. Còn gì nữa? Tía, tía gả con cho anh Lượm phải không? Lượm nào hả con ha? Lượm con cô Tám á. Cô Tám. Thằng Lượm con mẹ Tám sumo á ha? Dạ đúng rồi. Còn lâu. Sao vậy tía? Trời tía ơi, sao vậy? Sao không gả? Con nghĩ sao hả? Mày nghĩ sao tao đi làm xui với con mẹ Tám sumo? Ủa sao kỳ vậy? Vậy không gả con cho con cô Tám, vậy gả cho ai? Chỗ này tía chọn cho con rồi. Chỗ này môn đăng hộ đối với nhà mình hơn con mẹ Tám sumo nhiều kìa. Ai vậy tía? Bác Năm Cự, bạn của tía. Ủa? Ở dưới cây lại á. Năm Cự là ai? Sao con không biết? Bạn từ hồi còn chăn trâu kìa. Bữa tình cờ cái cầu Mỹ Thuận Khánh Thành rồi tao đi cà tơn trển vô tình gặp ổng, cái hai bên tâm sự nhau. Ổng nói ổng có con trai, tao nói có con gái, cái sáp lại mần xuôi luôn. Trời, tía nói vậy sao được, tự nhiên cái hai người chơi với nhau từ hồi nhỏ bao nhiêu năm rồi không gặp nhau, cái tự nhiên cái gặp nhau cái sáp vô làm xuôi. Thôi vậy không có được tía ơi, không có được đâu. Mắc mớ là không được. Không được mà, con nói tía nghe nè, bây giờ nè, bác Năm ngày xưa bác dễ thương không? Nhưng mà lỡ đâu bây giờ bác đổi tính sao? Tự nhiên cái bây giờ con về con làm dâu nhà bác ha, cái con làm gì có lỗi, cái tự nhiên cái bắt con uống thuốc chuột chết sao? Thí dụ con là con sáu bảnh mà sao đầu óc con không bảnh tí nào vậy? Phải, con thí dụ vậy đó mà. Nghĩ sao ác dữ à con. Tính của bác Năm Cự bay không ai hiểu bằng tao hết trơn hết trụi á. Còn cái chuyện cho uống thuốc chuột bay yên tâm đi. Hả? Nhà nông tao giờ không có chơi cho chuột uống thuốc nữa đâu. Ủa vậy cho gì? Keo dính không à. Keo? Ừ, chơi keo dính. Thôi mà tía ơi, không có được. Con với con bác Năm không có biết mặt, không có lấy nhau được mà. Không cần biết mặt. Ngày xưa má mày với tía có biết mặt nhau không? Lấy nhau cũng đẻ cặp con đẹp như thiên thần. Thôi mà tía, không có được đâu mà. Không có được. Nè, đó. Cô Tám ở bên nhà sao á cũng chơi với tía từ hồi nhỏ. Tại sao tía không chịu gả con cho con cô Tám? Bạn bè cũng có nhiều hạng, không phải người nào cũng mận xui được. Ủa, sao kỳ vậy? Thì mày suy nghĩ đi. Giờ tao nói mày đi, mày lớn rồi mày suy nghĩ coi tía mày nghĩ đúng hay sao.
Sao? Mày nhìn tía mày coi từ trên xuống dưới có miếng thịt nào không? Không. Trong khi đó con mẹ tám sumo một ề vậy nè. Ngày nào nó cũng lạng trước mặt tao, tao sốc tao không bằng xuôi được mày. Trời ơi, tía nói vậy sao được, không có được. Tía, con nói tía nghe nè, một bên là mỡ, một bên là xương, tự nhiên hai cái nó khác nhau, tự nhiên cái ganh tị với nhau là. Ê, tao quánh chết cha mày, mày nói tao ganh tị vậy. Mẹ, con xin lỗi, tại con lỡ miệng mà. Thôi được rồi. Bây giờ tía mà nói cái chuyện mà thịt với mỡ với xương đó nghe, là mày nói tao ganh tị. Giờ tao hỏi mày nè. Dạ. Con tên gì? Dạ Mót. Thằng con mẹ tám tên gì? Dạ Lượm. Nghĩ sao hai đứa sáp vô rồi lụm Mót? Trời ơi tía nói vậy sao được, tự nhiên cái tía đặt con tên là Mót làm chi, rồi tía bắt con phải lựa tên. Thôi tía đặt tên cho con lớn con phải tự lựa cái thằng nào cho nó hợp với cái tên con chứ. Rồi bây giờ lựa cái gì bây giờ? Con không vận dụng những cái gì tía cho con ăn học thôi, con không biết vận dụng. Ủa? Bây giờ ví dụ mày tên Mót đi, mày lựa thằng nào tên tên Vàng đi, ví dụ Mót Vàng cũng còn được. Trời ơi tía nói vậy sao được. Còn nếu không bèo hơn chút á thì lúa đi. Thôi. Mót lúa còn có ăn, nghĩ sao đi lụm Mót. Thôi mà tía ơi, con xin tía mà. Con xin tía, con không có lấy được đâu tía ơi. Thôi bây giờ tía quyết định vậy hả? Con không chịu đâu. Con nói cái gì? Con không chịu. Tía nói cho con nghe nha. Mặc dù con lớn thiệt, nhưng ngày nào con còn ở trong cái nhà này á là con phải nghe lời của tía. Tía. Tía quyết định rồi. Dạ. Con phải lấy con năm cự. Tía, trời ơi không có được mà. Trời ơi chết rồi, tía quyết định như vậy là chết con tía à. Chết luôn rồi tía ơi. Trời ơi sao tự nhiên cái tía nghĩ ra cái chuyện này, bây giờ con tính sao đây không biết nữa. Ai? Cô người da. Trời ơi. Cô người da. Sao tự nhiên mang cậu xuống đây quá. Nặng quá. Mẹ ẩm. Trời ơi, bông cháu tưởng bầm bo gạo. Nè, nè, đi đâu vậy? Con về rồi. Con về rồi tía ơi. Nè, trời nó nặng quá. Tự nhiên cái ẩm cháu xuống đây chi vậy? Trời ơi, em phải đi về quê thăm tía rồi bỏ cháu mình tội quá, em phải ẩm nó về luôn. Thì sao rồi, nói chuyện cho tía biết chưa? Nói cái gì sao nói được. Nè, biết bữa nay tía kêu chị về làm gì không? Làm gì? Gả chồng cho chị. Hả? Trời ơi, chị là lỡ ở trên thành phố là chị đã có con với lại anh Lượng rồi, mà bây giờ đem về đây gả cho bạn tía nữa không được đâu, làm vậy mất uy tín tía chết. Thôi để em ôi, trời không sao được. Đâu tía nghe em lắm chứ, không em mà em không, nói không cho không được. Nè trời ơi thôi con chị nặng lắm. Trời ơi về, trời ơi nó bự hơn em nữa. Về liền, về thành phố liền. Trời ơi bây giờ không có được thăm tía luôn. Mang về, mang về liền. Không cần để chị nói cho. Đứa nào vậy? À, đứa nào y như tiếng con rồi ha. Đứa nào không? Hàng xóm. Hàng xóm chơi lớn hết rồi còn chơi gồng gắn lên mây nữa chứ. Đứa nào Đứa nào? Hết hồn. Làm gì gốm. Con tao nuôi tới chừng này tuổi mày thở là tao biết đứa nào rồi. Nghĩ sao đi hù tao? Thưa tía con mới về. Ừ. Dạ, tía khỏe ha. Tía khỏe. Rồi xong rồi con đi liền. Đi. Đi đây. Dạ. Tới biểu. Ủa nặng quá à. Hai con luôn. Không, nặng ghê không. Hai chị em bay hậu đồng hả? Dạ sao vậy? Sao nghĩ sao về nhà chưa bước vô cái cửa con chị con em cái trốn nhau đi. Bộ bay sợ tao lắm hả? Không phải nó nặng quá nè, thấy không? Chết với nó luôn à, thấy không? Cũng con không. Sao vậy? Cũng mày không. Sao cái vậy? Thì như con nhái. Mày đặt đọc báo rồi học bằng gương tốt, cổng bạn đi học nè. Trời ơi tía ơi, tía nghĩ sao tía nói nó bạn con. Dạ. Nó có 1.5 tháng à, tướng nó sumo vậy. Em bé 1.5 tháng. Em bé. Ê mày hù tao vậy. Thiệt nè, em ghe lại tía coi nè. Ghe lại. Thấy không nè, coi đi thấy không. Chất lượng con ai đẻ khéo vậy? Thấy không? Mới có tháng mấy mà cái đùi nó bằng cái người tao rồi. Con ai hả? Con hả? Chờ dài chút. Con ai đẻ đẹp? Tí hỏi con ai à? Con ai? Con ai? Con ai? Con ai con? Con ai? Con tía. Trời ơi. Ê, mày giết cha bay vậy? Mày sợ hàng xóm dị nghị ta tội nghiệp tao. Vợ tao chết 18 năm rồi.
Bây giờ mày nói là tao có con mọn ở chỗ đâu đẻ? Từ từ trả lời. Giờ con ai nói nghe dễ thương quá vậy? Dạ dạ, tí đứng yên đi. Rồi xong. Giờ con ai nói sao? Nói con sao? Con ai khéo ghê. Bây giờ sao con đi? Bây giờ nói lại con ai đi. Chứ bây giờ đâu có nói. Con ai? Con ai? Trời ơi, thì bây giờ em giúp chị đi, nghĩ đại ra đi. Con ai? Con. Trời. Hả? Nói cái gì vậy? Trời ơi, nói cái gì vậy? Tầm bậy tầm bạ gì vậy? Mới nói cái gì? Trời, không biết phải, không phải. Thì không phải, bình tĩnh lại đi. Nói chuyện. Nói lại cho tiếng em một lần. Dạ, đây, con bình tĩnh, con nói chuyện mới được. Nó là con ai? Dạ, con ai? Con ai? Con Mất, né ra! Dạ. Nghe tí hỏi. Dạ, nghe. Nhắc lại cho tiếng nghe một lần. Nó là con ai? Dạ, con ai? Con ai? Con ai? Con ai? Chết chắc rồi. Con mày. Trời ơi, chết em rồi. Tao cho mày lên Sài Gòn ăn học. Chết em chắc luôn. Giờ về có con. Chết rồi. Trời ơi. Tí ơi, từ từ đi. Mày đem nguyên cái gia phả nhà tao mày dục xuống sông luôn rồi. Mày đem nguyên cái danh dự nhà này mày chôn luôn dưới đất rồi ơi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Tí bình tĩnh đi mà tí ơi. Từ từ nói chuyện với em tí ơi. Tí ơi. Tí ơi, con xin tí mà tí. Nè ra. Tí giết mày. Dạ. Tí giết mày. Về cái tội mày làm nhục gia phong nhà tao. Mày đem nguyên cả dòng họ nhà tao mày đổ xuống sông mà mày không biết tiếc. Trời ơi, con gái sáu bảnh không chồng mà có con nè. Trời ơi. Tía ơi. Mày bôi cho tát trâu trong mặt tía mày. Tía ơi, con có bôi đâu, nãy giờ tía bôi á. Tao làm cái gì? Tía la quá, hàng xóm nghe. Nghe hết rồi. Xúc hơi khóc nè, đem nó vô nhà. Đem nó vô nhà cho tao. Con Mốt. Dạ. Mày đem nó vô nhà, con gọi ở lại đây. Dạ. Mau lên. Dạ. Mày nhí nhảnh quá mày cười. Chào tía. Giờ mới khỏe nè. Nằm lên đó. Dạ được rồi. Thôi giờ con nằm đây con ngủ nha. Tía nấu cơm xong mà có cơm cứ dậy đi kêu ăn nha. Mệt quá. Nằm sắp xuống. Trời ơi, ngủ vậy mệt lắm á nha tía. Dạ. Tao quánh coi con còn ngủ được không. Ủa sao vậy, sao bị đánh vậy tía? Bây giờ con còn hỏi làm sao hả? Bây giờ con nghe tía hỏi nè. Dạ con nghe. Con trả lời cho tía biết. Dạ. Nó là con của đứa nào? Trời ơi, con mình mới về mà đánh con mình liền vậy à. Tao quánh mèo nào mày? Ủa chưa ai, xin lỗi. Ê, cái tật mà từ nhỏ tới lớn không bỏ con. Giơ cái cây lên cái mà la cả xóm biết hết trơn là sao? Con sợ mà. Hả? Con sợ. Sợ quá hả? Dạ. Sợ mà đi làm bậy mà sợ hả mày? Trời ơi. Bây giờ nè, con phải nghe tí hỏi cho rõ ràng là con. Dạ, trả lời nha. Dạ, nghe. Nó là con của đứa nào? Cái này bị quýnh thiệt rồi. Tao quánh mày hồi nào mày? Hả? Chị đánh con rồi á. Tại sao con la hoài vậy? Con sợ quá. Bây giờ con phải nói cho tía biết để tía tìm đường tía giải quyết, con hiểu không? Dạ hiểu. Bây giờ nè, con phải nghe tía. Nó là con của đứa nào? Tía tía, Sumo khóc á tía. Sumo á, Sumo. Mày nằm đó. Mày nằm đó tía tía. Đi. Dạ. Ra tí xử mày. Dạ dạ. Mày nằm đó nghe chưa? Dạ dạ. Mày đi tao quánh mày chết. Dạ. À, nín đi con ơi, ông ngoại vô liền. Có dời ơi, có dời. Ơi. Có dời ơi. Ơi. Có dời. Anh vô đây nè. À, có dời đây. Trời ơi, coi tệ gì đâu nha. Cô biểu tôi đem đồ đạc cho cô mà cô vừa chỉ nhà cửa làm tôi kiếm nhà muốn chết luôn vậy. Xin lỗi nha. Anh biết không? Đi hả, ra khỏi bến xe đó hả, là hai dì cháu á, ẩm nhau về, cháu em nó bự quá mệt quá. Thôi được rồi. Xin lỗi anh nha. Dạ, kiểm tra đồ đạc đầy đủ rồi tôi về. Thôi không có gì quý đâu. Dạ, tôi về nha. Dạ, về. Không gì. Ý, mà khoan anh ơi.
vậy? Anh ơi, anh hứa là anh giúp đỡ cho em đó, anh nhớ không? À thì mặc dù tôi với cô mới biết nhau trên chuyến xe à, và tôi cũng hết mình giúp đỡ cô, đem đồ đạc cho cô đầy đủ, muốn gì nữa? Dạ không, em không có nói cái chuyện mà xách đồ giùm đâu. Em nói cái hoàn cảnh của bà chị em đó, anh nhớ không? À cái chuyện mà nãy kể trên chuyến xe dạ, hả? Dạ đúng rồi. Sao rồi? Cái bà chị em á lỡ có con với người ta à. Mà bà chị em dở lắm, không có biết nói chuyện đâu. Tôi biết rồi, cái sao gì ở đây không có dám nói thật lòng cho tía em hiểu à. Cho nên là bây giờ tía em hiểu lầm tùm lum hết đó. Chết trời ơi. Anh biết không, hên á anh, là anh mà chỉ cần mà tới sớm một chút thôi ha à. Con như tía hiểu lầm là con em á, tía đè em ra đánh tại nơi này á, chết em luôn. Vậy á hả? Được rồi, giờ cái chuyện gì không, nhanh rồi tôi về tôi gặp tía tôi nữa, tía tôi là tôi giờ dạ. Cho nên là bây giờ em gặp anh em mừng quá, em muốn nói với anh là chỉ có anh có thể giúp đỡ cho em trong lúc này thôi đó anh. Chỉ có mình tôi giúp cô? Dạ. Đánh tía cô hả? Không có được, có nhanh cô đừng nói mà hiện bại dạ nha. Dạ không, dạ à. Không, không phải gì đâu. Cái làm sao? Nhưng mà anh ơi, anh hứa anh giúp đỡ. Thôi được rồi, nói nhanh đi, nói nhanh đi, tôi về nói rồi tôi hứa, quân tử nhất ngôn mà. Dạ nhớ nha. Rồi. Ra đây dễ lắm vậy. Vậy lắm vậy vậy nè, bây giờ vậy nè, một chút tía mà ra đó, em nói cái gì anh cứ nói theo em là được. Tôi nói gì tôi nói theo đó phải không? Dạ dạ. Trời, bây giờ mình tập thử nha. Tập nhanh đi, nhanh đi tôi về đó. Bây giờ trước tiên á, anh khoanh tay lại ha. Khoanh tay lại, chuyện nhỏ. Anh nói với tía ha, dạ thưa tía. Dạ thưa tía, chuyện nhỏ. Con là chồng của con rồi. Là chồng của con rồi. Ba sư mô là ba. Chuyện lớn. Ê anh ơi, anh giúp đỡ cho em. Trời mà. Đất ơi, con nghĩ sao tôi bắt tôi làm ba chuyện vậy? Không phải, có được đâu. Mình làm bộ thôi mà anh. Không, không phải đâu coi, cô biết sao không được đâu. Hôm nay á tôi về quê là tôi đem theo đôi bông tai đó, tôi cưới vợ nữa nè. Dạ em biết. Thành em ra biết. Ba cái chuyện này tôi giúp không được, xin lỗi cô nha. Không phải anh ơi, anh không phải mình làm bộ thôi không, anh. Không ơi. Làm bộ cái gì, tự nhiên ba tôi giúp đỡ chuyện này lâu nữa. Dạ ngày nữa đi em nói chuyện lại. Không được coi, tôi phải về đó. Anh ơi, anh nói em làm quân tử, anh giúp đỡ cho em, anh nhớ anh hứa không anh? Nhưng mà cô phải thông cảm, thì tôi làm chuyện vậy lỡ mày tía tôi biết được cái tía tôi kêu à tôi lặng trai hư làm sao. Trời ơi, tôi cũng mang tiếng gái hư rồi nè. Không được đâu, cô coi thông cảm cho tôi đi. Trời ơi, vậy mà không ai giúp đỡ tôi hết. Thôi thôi được rồi, cảm ơn anh đi về đi, tôi không nhờ. Không phải anh thôi, nữa. Mà tôi không muốn giúp đỡ cô mà cô phải thông cảm. Anh đi về đi, em không nhờ anh nữa, đi đi. Nhưng mà cô phải thông cảm đi. Em không nhờ anh nữa, anh đi về đi. Trời ơi cô. Em không nhờ anh đi đi. Thôi được rồi, tôi giúp cô. Lại đây đi anh. Hả? Trời ơi. Tôi sợ cô luôn á. Lại đi đi, không phải đâu, em rối lắm rồi. Bây giờ vậy nè anh. Anh ơi anh giúp em đi. Tía em ra anh làm sao em làm y như vậy giống như em là được rồi. Bây giờ cô làm sao tôi làm như vậy phải không? Dạ dạ. Có nghĩa cô nói gì tôi nói theo đó đúng không? Dạ đồng ý không anh? Rồi đồng ý. Dạ. Tía chứ không phải bạn đâu. Cô ơi cô. Cô ơi. Tôi núp về ổng thấy tôi không? Nguyên người luôn á. Đứng lại mày. Ê, sao nhìn tôi hoài vậy? Chắc mày đẹp à. Vô ngồi. Dạ gì vậy? Thằng này là thằng nào? Dạ là chồng. Anh quân tử. Anh quân tử ơi. Chồng. Tao có hai đứa con gái, mày là chồng của con nào? Dạ dạ chồng rồi. Chồng rồi. Mày là chồng nó. Mày là chồng nó, mày biết tao là cái gì của nó không? Dạ tía. Má. Tía nhớ rồi. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Mày bao nhiêu tuổi mà mày không phân biệt được giới tính? Dạ con rối quá à. Trời ơi, tiền mất. Ủa, ổng đâu rồi? Anh ơi, anh sợ đó tía. Nghe tao hỏi. Dạ. Thằng này có phải là cha của đứa nhỏ không? Dạ phải. Phải, nhìn hoài à. Giỏi lắm, mày can đảm quá ha. Tía ơi, tụi con biết lỗi của tụi con rồi tía. Tía, tụi con biết lỗi tụi con rồi tía. Biết lỗi hả? Bây giờ mới biết lỗi hả? Dạ. Cái lỗi của tụi bay đó, tao bầm tụi bay ra tao đổ xuống sông còn chưa vừa bụng tao nữa kìa. Dạ. Tía ơi, bây giờ tía có giết chết tụi con thì sự việc cũng không có đổi thay đâu tía. Tía, gì dài quá tao nhớ. Tao nhắc cho. Mày muốn không? Mày nói ngoài miệng không à, trong bụng mày không có. Bởi mày đâu có thuộc. Nhắc tuồn vậy mà không thuộc luôn à. Tía ơi, bây giờ tía tính sao đi tía? Tía, bây giờ tía tính sao?
Tao dị ứng nè mày. Bây giờ á, có giết tụi bay á thì cũng không giải quyết được cái gì. Gạo á nó thổi thành cơm rồi. Mai á là mày nhận nó nghe. Chứ mày không nhận nghe, mày bước ra khỏi cái cửa nhà tao coi. Mày còn cái hũ bay lớn vậy thôi nè. Thôi giờ tao quyết định vậy. Dạ. Hai đứa bay mần đám cưới, thằng này ở lại đây luôn, tao bắt rễ khỏi về dưới nhà ha. Bắt rễ ngay từ giờ phút này luôn. Không được. Tao bắt thầy cùng bắt. Bắt cái đó mà làm sao con. Đi vô trọng mừng quá. Đi vô đi. Đi vô đi con khách. Đi. Đi vô. Đứa nào nghe có gia đình cũng mừng hết trơn hết trụi. Ở trọng nha. Ra tao quánh chết. Nhà tao. Dạ anh Sáu đang làm gì vậy anh Sáu? Thấy cái tướng là biết không bao giờ tập thể dục rồi. Người ta tập thể dục cũng không biết làm gì. Mới vô kiếm chuyện thôi mày. Trời ơi tập thể dục không biết tập cái gì. Mặt trời mọc bãi tám sào mà tập tôi không biết tập cái gì nữa. À ơi. Hả? Mới qua nhà là kiếm chuyện người ta không? Kiếm chuyện gì? Chả kiếm chuyện tao trước mày thấy chưa? Nhà vô, này vô. Nhà tôi nha. Dạ. Để má ngồi xuống. Má ngồi má. Dạ. Dạ anh chào bác Sáu. Cảm ơn. Dạ. Mẹ dạ. Con nhà mày coi thường gia đình tao quá ha. Ủa sao bác Sáu? Sợ nhà tao không có ghế sao phải đem ghế theo ngồi. À, dạ bác Sáu hiểu lầm má con. À, má con đi ngựa mà à, phải đem theo ghế mới leo lên ngựa. Ờ ha. Cái cú này tao quên à. Bà đứng chưa tới cái đùi con ngựa mà. Thấy chưa mày? Tao đi về. Chưa đâu. Dạ. Nhưng mà về cưa bớt cái chân ghế đi. Ủa sao vậy bác Sáu? Ngồi nhiêu đó mà còn hỏng giò kìa. Nhịn. Ôi tao đi về. Nhịn. Chùi hết kiếm chuyện mà cái chùi. Vô chủ đề. Vô chủ đề ha. Dạ thưa anh Sáu. Xin phép anh Sáu cho tôi được ngồi. Đứng lên. Cái ghế này nó ngán mỡ lắm. Nó ăn xương quen rồi cô. Dạ. Dạ xin phép anh Sáu. À, xin anh hãy bỏ qua những việc đường đột như vậy. Sở dĩ tôi qua bên đây á, mà tôi không cho anh hay trước thì tôi biết lỗi của tôi rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói với anh một điều là cái thằng lượm con nhà tôi á, nó phải lòng con của anh. Cho nên tôi mới qua đây là tôi chịu phép là chịu tội với anh. Xin anh hãy bỏ qua mà thương hai đứa con. Cô Tám. Dạ cho tôi nói cô Tám nghe. Dạ sao anh? Mình cùng trang lứa mà. Dạ ha? Dạ. Già hết rồi. Dạ. Để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Sao nói dữ hả? Tôi nói thiệt với cô nghe. Tôi tiếp xúc nhiều người lắm mà chưa thấy ai lì như mẹ con cô á. Ha? Tôi mà đồng ý thì ngày hôm qua tôi đâu có đuổi đầu mẹ con cô gì á. Sao mà lì quá vậy? Đừng. Về. Má đừng má. Về. Đừng. Má nói má về là má về. Cháu nội. Vì thương con, vì thương cháu nội cho má mới chịu nhục như vậy nè. Vô. Dạ thưa anh Sáu. Tôi nghĩ là sau một đêm anh ngủ anh sẽ suy nghĩ lại anh Sáu à. Cô lộn người rồi cô Tám. Cô biết là cô đang đứng nói chuyện với ai không cô Tám? Dạ thưa anh Sáu Bảnh. Đúng. Tôi là Sáu Bảnh. Dạ. Một lời của Sáu Bảnh nói ra là như đinh đóng cột. Chừng nào cột một nó mới xúc đinh. Dạ. Như vậy thì tôi còn nói chuyện với anh được. Khỏi sao nói giờ... cô. Tôi mệt rồi. Bây giờ tôi nhắc cho cô nghe nha. Con tôi nó có nơi có chỗ rồi. Cô đừng có mặn phiền tôi. Mày nghe chưa lộn, mày nghe chưa, đi về. Trời ơi, mà, cháu nội. Thương cháu nội. Vô. Anh nói sao, anh nói lại cho tôi nghe coi. Tôi lụng bụng lỗ tai rồi, tôi không có nghe cái gì hết. Muốn nói gì anh nói đại ra đi, nói hoạch tẹt đi anh. Không hiểu hả? Nhiều đó cũng không hiểu.
không tôi nghĩ cô thiếu thước thôi chứ đầu óc cô cũng thiếu luôn à. Lùng bùng lỗ tai hả? Dạ. Qua biểu mày. Dạ. Mày đi lụm cọng lông gà cho má mày ngoái cái lỗ tai nghe tao nói. Cô nghe tôi nhắc lại một lần và không bao giờ nhắc nữa nghe cô Tâm. Con gái tôi nó sắp lấy chồng. Mày nghe chưa lụm? Nghe chưa? Về cho tao. Con sao? Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì? Con với món yêu nhau thật sự mà. Mày yêu nó kệ mày, con của tao tao muốn gả, tao gả. Nhưng mà món yêu con mà. Tao không cần biết nó yêu mày hay không. Tụi con hơn cả vợ chồng nữa. Hơn cả vợ chồng cũng không được, quyền của cha mẹ quyết định. Nhưng mà... Anh không được quyền xỉ vào mặt con tôi. Tôi cứ xỉ, cô ngồi đó đi. Tôi đang đứng. Cô đứng mà tôi vẫn xỉ được. Trời ơi. Tại sao vậy? Tại sao có cái cơ hội? Xỉ sao? Xỉ cái chỗ nào xỉ cho tôi coi. Úi da. Tự mình hại mình. Cỡ này là xỉ được rồi. Trời ơi. Lùng mà lối hả? Tức quá con ơi, không thể nào nói được. Đỡ má xuống con. Đi về. Má. Về. Không có má tí vậy. Chừng nào chẳng sao bỗng qua nhà nói phải quấy với má một tiếng thì má mới tiếp nghe chưa. Cù lôi. Cái gì? Cô nghe tôi nói nè, tôi đứng giữa trời đất tôi thề nè, suốt cả cuộc đời này Sáu Bảnh không bao giờ làm xui với con mẹ Tám Su Mô, nghe chưa? Hãy đợi đây, cù chó. Má, má, má. Mằng cái gì đó? Hốt ngụm gõ cho ngựa ăn. Mày nhìn đi, má mày cướp cạn vậy đó, có cỏ không mà nó cũng hốt kìa. Làm sao làm xuôi được? Má! Má! Má tía cái gì? Bà dìa không có được đâu. Ủa sao vậy bác Sáu? Cái ghế còn đó sao lên ngựa dìa? Ôi quên quên. Má! Vậy đi cho nó khỏe. Thế bác ớn luôn. Ngày nào cũng qua ám riết không ra. Mà... Ủa sao đi về rồi quay vô đây, má mày đâu? Má về mất tiêu rồi. Cái ghế này sao lên ngựa vậy? Má leo lên cây phóng xuống ngựa về luôn. Ờ hen, ai chứ con mẹ giang hồ này dám mằng lắm à. Còn sao mày chưa về đây? Con nằm đây luôn, chừng nào cho con cứ mốt con mới về. Mày muốn nằm giả đây luôn hả? Mời, con nằm đi. Mày nằm thử 3 năm coi tao có gả nó cho mày không. Nó khóc kìa, nó khóc. Nó nào khóc, đi về. Nhà tao nuôi mèo rồi, mèo nó đẻ chứ nó nào khóc. Đi à, đi. Mày vô tao quánh mày chết à. Dỗ em đi bay. Ủa, trời ơi, anh. Anh tới hồi nào vậy hả? Anh tới nãy giờ. Tới nãy giờ rồi hả? Ừ. Rồi có gặp tía em không? Có. Rồi nãy giờ có nghe tía em nói gì không? Nghe sao không? Vậy là biết hết rồi hả? Ừ. Chết rồi. Giờ em cũng không biết tính sao nữa. Em chẳng biết tính sao. Còn anh hả? Anh cũng chẳng biết tính sao nữa. Thôi mà... Để nó chịu. Thôi đừng có khóc nữa mà. Trời ơi, thì bây giờ mình phải tính chứ sao giờ ngồi khóc hoài. Anh, thôi bây giờ vậy nè, em tính bàn với anh vậy đi. Hay là em tính tạm thời vậy nha. Giờ tụi mình, hai đứa mình chia tay nhau đi. Em nói gì kỳ vậy? Thì giờ phải chia tay em... thôi chứ tía em đâu có chịu đâu bây giờ. Em quen tôi có con đã, bây giờ em xù tôi hả? Gì vậy? Anh vừa phải thôi nha, tự nhiên cái anh chửi em là sao? Thôi mà, bây giờ anh về bển đi để em nói chuyện với tí em coi sao chứ bây giờ cũng đâu có biết tính sao. Trốn theo tôi đi. Sao trốn được? Anh nói vậy sao được? Hồi xưa em đi học, em lên thành phố á, em nói với tí em á là em đi học. Bây giờ em hết học rồi, em đi đâu tí em cũng tìm được hết trơn á. Sao được? Không có trốn được mà. Mỗi lần nói đến đám cưới cứ hẹn hoài. Tôi nè, con trai mà. Hẹn hẹn hoài mà mốt về già lỡ thời ai cưới tôi nữa.
Trời ơi, sao nói ngược không vậy? Em đàn bà con gái em không sợ thôi, tự nhiên cái anh sợ là sao? Thôi mà nín đi đừng có khóc nữa được không? Nè, bây giờ về bển đi, em nói chuyện với tía em. Thí dụ mà tía không có chịu á, em trốn theo anh luôn, được chưa? Em giữ lời nha. Em trốn theo anh luôn. Anh về nha. Ừ, về đi, về, yên tâm về đi, không có được khóc nữa nghe không? Một lượt. Một lượt. Anh về nha. Về đi anh, đừng có buồn nha. Lượt. Một. Thương anh quá à. Tôi nghiệp anh quá à. Anh về đi nha, đừng có khóc nữa nha. Lượt. Một. Một. Anh về nha. Ừ. Nhớ qua nhà cầu hôn anh nha. Về nha. Lâm. Mốt. Mốt. Ủa sao em xương không vậy Mốt? Mày nhìn mày có, mày có thịt không mà mày chê tao xương? Sao mày chưa về? Dạ anh lấy ghế. Lấy đi. Dạ. Ê mày thấy không, mày nhìn đi, nó đem cái ghế mày lớn qua, nó đòi vác cái băng tao về, mày coi không được có không? Anh lộn mà tía. Lộn cái gì? Thôi mày mà... đó nghe, không biết nghe lời gì hết à? Dạ. Đi vô nhà. Dạ. Kêu vợ chồng con ngồi ra đây. Dạ. Có hai đứa con mà chóng mặt luôn hả? Thứ gì đâu bực bội, cái gốm ông chơi xe lửa nữa chứ, lớn hết rồi. Qua biểu coi đứa nào màu vàng nè, đôi bông tai nè. Dạ, đông tay này của con. À. Xong chuyện tôi về nha. Dạ. Ê. Dạ. Sao gì à? Xong chuyện rồi. Chưa có xong. Cái này á là tía đưa đôi bông này á là cho mày đeo lên tay vợ mày đi. Có đôi bông tay là của con. À thì của con mua cho vợ con thì con đeo lên tay nó đi. Dạ 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 con hiểu rồi. Nhưng mà tía ơi tía, bây giờ người ta không có đeo bông tay nữa đâu, thôi khỏi. Không được. Khỏi đi. Bây giờ con có gia đình rồi, con phải đeo bông lên đặng cho hàng xóm láng giềng người ta biết là con có chồng rồi, con hiểu không? Dạ thôi. Không có, cái đôi bông tay là của con. Thì tía biết là của con nhưng mà con mua cho vợ con thì con đeo lên cho nó đi. Ủa cái đôi bông tay là của con. Tao hiểu là của mày rồi, mày nhắc lại là tía biết rồi, nhưng mà mày mua cho nó thì mày đeo lên tay nó đi. Cái đôi bông tay này của người ta chứ bộ. Tao bó tay với thằng này luôn nha. Cái chơi gì kỳ hả? Không, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Cái đôi bông tay của người ta nhưng lấy là sao? Tao lấy tới ông nội tao hả? Trời ơi, con tôi nuôi tôi đẻ gần 20 năm trời. Giờ gả cho nó có đôi bông hai chỉ vàng nó khóc thấy có. Cái đôi bông tay ta cái lấy à. Dạ, dạ. Dạ, dạ sao vậy? Mày muốn khè hàng xóm không? Dạ, dạ là sao? Mày qua mày kiếm thằng nào cỡ chừng 6-7 tuổi mà đứa con nít cho nghe. Mày qua mày hù nó cho. Làm sao thế? Mày chỉ chồng mày, mày nói em chồng của chị ở trển mới gì á. Ở trển là ở đâu thế? Buôn Ma Thuột á. Đi gốm không? Đeo cho nó, cho bộ đeo cho mày hả? Dạ thôi mà. Cái đôi bông tay này của người ta như lấy à? Người ta mất vàng, trời người ta khóc ơi. Mày được vàng mày cũng khóc là trời sao? Trời ơi, đeo là chết liền đó. Trời gì đâu chết, đeo lên. Trời ơi, trời kỳ quá à, trời kỳ quá. Tôi có biết gì đâu. Ê, tao giỡn thì lấy thiệt luôn sao? Tôi có biết gì đâu, tự nhiên tôi bị đeo rồi, thấy chưa? Tự nhiên như đeo à. Trời ơi, tự nhiên đeo à. Chơi trấn lột. Đeo lên đi, ờ vậy đi. Có đeo ra đi. Mày sửa lại. Thì gớm. Có vợ có chồng mà khóc thấy ớn. Cười lên đây. Cười như vậy nó mới vui nhà. Hết rồi, còn nhiêu đó rồi. Đi đâu á? Con còn đôi bông tay không còn gì đó mà lấy. Ai lấy gì mày? Đó biểu. Mày nín không? Làm gì mày khóc? Hả?
sung sướng quá cũng khóc á hả? Sao thứ đàn ông con trai gì kỳ cục á? Trước khi mày về dưới á, mày chia tay với vợ mày, mày cũng phải tâm sự vài câu nói chia tay chứ. Chứ sao tự nhiên mày đeo đôi bông lên mày bỏ, mày chạy như bỏ của chạy lấy người á? Nói vài lời chia tay với nó đi. Thứ đàn ông gì, thằng này yếu ớt quá, mày can đảm mày nói với nó vài lời chia tay vợ chồng như vậy nó mới đượm thấm, hiểu không? Dạ, dạ nói đi. Dạ nói không nè. Được, mày con gái tao mày không có làm gì mất danh dự. Nói, mày con trai mày nói vài lời chia tay. Nói dạ, đi. Dạ nói, dạ nói. Nói đi mà dạ, dạ nói. Ơi. Đứng ra sao ta nói. Dạ, nói. À, cứu cứu này tao hố nè. Mà mày làm gì ghê? Mày làm gì mà mày đuổi tao? Ê cái chiêu này tao chỉ mày thôi. Mày nghĩ sao mày đuổi? Đâu có cần đứng ra coi bay chia tay. Thì gớm. Tao chỉ chiêu cho là còn mày đặt đuổi người ta nữa. Thứ gì đâu không. Cô ơi, cô làm ơn cô trả đồng tay. À, rồi ơi, em nói con nghe nè. Bị hồi chiều. Trời ơi. Chị nó không chịu. Mới vừa lú vô thục ra cái có chuyện liền ha. Thôi mà vợ chết mười mấy năm coi cảnh này khó chịu chứ làm gì. Cô làm ơn cô trả đồng tay. À rồi ơi, em nói con nghe nè. Bị chiều nay tới chơi. Bà mẹ nó thằng lùng này nhiều chiêu quá. Tao đi mua thuốc lá, không coi ngó gì đâu bây. Ôi ba đồ quỷ coi chi thế gớm. À, sống đây, sống đây. À, xin lỗi cô. Không, không sao đâu, không sao. Nhưng mà cô ơi, tôi vẫn nhớ đôi tay của tôi dạ, rồi cô ơi. Dạ, em biết, em nói anh nghe nè, anh bình tĩnh đi. Bây giờ mà em trả cho anh liền cũng được nữa. Tí suy nghĩ, nếu mình không có gì là tí giết anh chết. Nhưng mà bây giờ lấy đôi tay đâu, tôi về tôi cưới vợ dạ, tôi. Dạ, giờ tí tôi la tôi. Dạ, em biết, bây giờ vậy nè, anh 2-3 ngày nữa anh mới cưới vợ đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, anh cho em mượn 1 ngày thôi, em làm bộ em đeo cái tí quên một cái là em hứa đó. Em phải đi kiếm anh, em trả liền á. Em hứa với anh đó. Anh ơi, anh ra. Thôi được rồi, bây giờ cũng trễ mà tôi về với tí tôi biết chờ tôi tí tôi la nữa. Dạ dạ. Thì tôi cho cô mượn nha. Dạ dạ. 2-3 bữa nữa là tôi lấy nha. Dạ, nhớ đừng làm mất tôi chưa. Thì tôi đi nha. Trễ giờ lắm rồi. Dạ anh đi lẹ đi anh. Anh đi đi đường này đi, đi đường này nè. Sao sao vậy? Anh sao vậy? Hả? Sao em nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ đôi bông tai. Sao nhưng trong lòng em vẫn nhớ tia. Chia tay chồng mày, mày nhớ chồng mày nhớ tao chi mày? Tí đi ra đi vô hoài mất tập trung quá. Ê cú này ép người quá đáng mày. Cái này nhà của tao mà. Tao cho mượn cái sân chia tay thôi chứ. Ê, cũng phải cho tao đi vô chứ. Thì giờ tí vô đi. Thì tao đi vô là phải từ từ. Dạ. Chứ lỡ hai đứa bay vui quá rồi hai đứa bay chia tay nguyên ngày rồi bắt tao phơi nắng mà nè. Ê cái gì cũng vừa vừa phải tao bay. Đừng có mới nói cũ không có chơi à. Thứ gì đâu. Vợ chồng người ta chia tay mà cái rình hoài ha. Rình thằng cha mày chứ rình. Mày lụm chiếc dép cho tao mày. Mày nghĩ sao mày nói tao rình. Giỡn ha. Mày đây mày dám giỡn với tao mày. Thì ớn luôn. Ôi, cặp này trời sinh đúng cặp luôn. Rồi xong, coi, xong rồi anh đi về đi nha. Nha. Em trả cho anh nha. Tôi lấy dạ, nha. Dạ, đi đi anh. Đi lẹ đi. Đi chưa? Đi đi mà. Dạ. Không. Ê, rồi ơi. À, nói ở dưới là tiếng dạ, gửi dạ, lời dạ, thăm. Dạ. Em ơi dạ. Mình chia tay. Chết mẹ nó chia tới tập mấy rồi. Con kiến mới leo dây. Nam mô Di Bố Phụ. Mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phụ. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thúy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phà. Ngộ kỳ thời vẫn nước giới cây đa. Em ơi ơi ơi. Ơi ơi, nhà mày ở đây mà. Ê lộn. Lộn, em lộn đi. Với tay lộn. Anh đi. Cô tệ quá, tôi đi tự nhiên dạ, tôi dạ, đi dạ, à. Bây giờ tôi đi nha. Khoan, anh đi. Hữu duyên
mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng ruộng xa anh gieo chính vàng bìm bìm nó kêu nước lên. Rồi sao mà ổng đi rồi. Đi rồi. Dạ. Nói nghe. Dạ. Chồng của con nó xài phong tục chia tay của dân tộc nào ạ? Cái ông này xin thập cảnh không hiểu nước nào đâu. Còn không? Dạ đi rồi, về rồi. Tưởng còn chứ. Thì sao tía? Tưởng còn tao vô tao lấy cái chiếu tao quỳ. Thầy bật gom luôn. Tao nói thiệt vậy, từ nhỏ tới lớn nha, tao chưa thấy ai mà chia tay mà nó sến chảy nước như này đó mày. Sến thì rơi luôn. Nhỏ quay. Nhưng mà hồi nãy cô thấy Tiết kỳ lắm á nha. Tiết kêu hai đứa nhỏ chỉ cho chia tay mà sao Tiết cứ đi qua đi lại chứ coi hoài mắc cười đi. Tôi quánh mày chết bây giờ. Thôi nha. Không được hả? Bây giờ con lớn rồi, hiểu không? Dạ lớn. Con mặn như vậy hàng xóm láng giềng người ta thấy người ta dị nghị. Vậy bây giờ con phải biết con không còn nhỏ nữa. Dạ. Con có chồng rồi. Hả? Hả không? Hả cái gì? Bây giờ con đâu có còn giỡn tưng tưng như ngày xưa nữa. Mình có con rồi. Hả? Hả không? Thôi đứng nói tầm bậy tầm bạ. Trưa rồi. Ấy à, vô chuẩn bị cho con bú đi. Hả? Tía nghĩ sao mà tía kêu con cho thằng Sumo bú? Ê thì con mày cho bú chứ không lẽ tao mày. Trời ơi tía. Mày ơi, chết ơi. Là được tía đừng chửi. Tại sao tía vậy con? Mày đi đứng lại mày đi đâu lòng vòng hoài vậy? 3-4 tiếng hồi tía chửi con chịu gì? Trời ơi, tao dạy mày mà mày không nghe. Chửi nó sáng giờ 4 tiếng đồng hồ mà không có xi nhê về thằng này hết. Mày đứng lại sao tao quánh mày được? Trời ơi, cái nhà này nó rộng lắm không? Đi vòng vòng tao mỏi chân lắm không mày hả? Được ơi, tại sao con ngu quá vậy hả? Đó lòng nào mà mày lấy của mày đưa cho người ta. Mày đứng lại. Ủa mày đâu rồi? Con ở sao đây nè. Cái kia tao cầm hồi nào á? Con đâu biết đâu. Tao quánh mày chết. Được, tại sao vậy hả? Tại sao tía sinh con ra đặt tên con là được mà cuộc đời con cứ mất hoài hả con? Chửi mày sáng giờ mà tao chửi riết mà tóc tao nó mọc không nổi biết không? Tía ơi, tao tên năng cự mà cứ chọc cho tao cự mày hoài. Thì con nói tía từ từ con lên con lấy lại đâu con tay cho tía. Không có lấy gì hết, bây giờ đi qua bên đó liền dắt tía đi. Trời mua vé xe đò đi qua đòi đôi bông tai bốn vàng 4 số 9 lại về đám cưới cho mày. Con hả? Mày biết mỗi lần tao chửi mày á là tao khát nước mà nhắc đến chữ nước là nước. Lấy trời nước ơi khổ ghê vậy. Chửi nó là uống nước. Nước. Tiếp nước. Nước đâu? Nước. Trời ơi, nó đưa nước uống giống như nó chiền serum mà. Rồi nó uống xong tao chửi mày tiếp. À, đã khác rồi, ra đây tí chửi tiếp con. Tại sao vậy hả con? Tại sao con không có can đảm dắt tía qua đó đòi lại đôi bông tai là sao? Thì cũng để tía chứ mày, thông cảm như con vậy. Mày nín mày, tao có nói nữa tao quýnh mày chết mày chửi giờ. Chửi hoài, sáng giờ 3-4 tiếng ngồi chửi hoài. Nước. Tiếp nước. Mày cho tao uống không khí á. Hết nước rồi, sáng giờ 4 bình rồi. Hết nước mày uống, tao quýnh mày chết trời ơi. Được ơi là được. Tía ơi, tía hiểu sao không? Tại vì cái người cha này đẻ hai người con gái, người chị làm lỡ, người em đứng ra làm mày, giúp mày đỡ. Mày đừng có lý do gì ở đây hết. Trời ơi, tía dạy con nghe, ông bà mình ngày xưa có câu hay lắm. Câu gì? Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời, ông trả lời rằng, tao còn bị gạt, huống chi là mày. Mày hả, mày né hay quá mày. Mày đứng lại mày tao quánh mày chết. Trời ơi, tao nuôi mày ăn học rồi, xong mày làm thơ mày trả treo với tao hả mày? Hả? Bây giờ mày có dắt tía qua bỏ đây không? Bây giờ tía muốn qua bỏ không? Buông! Được rồi, con với tía đón xe đò đi lên lấy đôi tay. Ừ, đi. Khổ ghê quá. Có vậy thôi mà sáng giờ 4 tiếng đồng hồ, xà quần. Tía ơi. Gì nữa mày? Tía nhớ không? Nhớ gì? Ngày hôm nay ngày gì mà tía đòi đi hả? Thì ngày hôm nay. Hôm nay tía hẹn á, ông già vợ con xuống đây cho con coi mắt vợ con mà. À ha, tí xíu quên ha. Hẹn cha sau bảnh.
À, con qua nhà bà Tư Ú mua giùm cho tía nửa lít rượu đế thiệt ngon. Con khát một tí của mình mà sáng giờ ba bốn tiếng rồi. Tí xíu nữa là quên. Chà, sao Mạnh dắt con gái xuống đây con mắt. Giá trời giá Phật, làm sao con gái xuống đây nó lùn lùn cỡ thằng này mới xứng à. Chứ không thôi là không có xứng đâu. Ôi, con vô. Ôi, anh có nhà đỡ, bị nó kẹt cái phà anh ơi. Vậy hả? Đến nay xuống đây là tranh thủ dữ lắm mà anh Nam ha. Ồ, đi mình ơn con gái đâu. Có, con vô đây chào bác Năm đi. Vô. Đó, cỡ ngang vô đây chứ mày làm gì nó vậy nè. Sưng lắm. Kêu nó vô đây anh. Vô đây ngồi. Gì vậy? Thấy không? Gì? Con ông. Hả? Con ông. Ông. Anh mần cái gì vậy? Bác Năm bay lẫn rồi. Ủa vậy? Trời ơi. Con ruột. Con dâu. Cái gì vậy tí? Sao nó trên lệch dữ vậy trời? Thằng Được mà lấy con nhỏ này về nói chuyện ngước lên mỗi cổ chết à. Anh Năm ơi. Gì? Bây giờ anh lẫn rồi hay sao? Thôi ngồi đây nói chuyện đi. Khỏe không? Tranh thủ. Đó, bữa nay tôi dẫn con tôi xuống đó. Dâu hả? Thấy không? Con gái tôi đó, tôi nói anh nghe. Đẹp nết ha. Nó cũng tới tuổi lấy chồng rồi. Chứ nói thiệt, ở trong nhà tôi nghe, từ công ăn chuyện mần ở trong nhà ha, tới Đồng An mình ên nó, cho nó đi Sài Gòn học á, tôi cũng coi như mất cánh tay phải anh biết không? À, anh nhìn thấy nó không? Dễ thương quá. Nói cho có anh nghe. Con cái nó hơi lớn hả? Nó cao quá ha. Cao. Nó cao giống tía nó mà. Vậy hả? Tôi nói anh nghe. Không phải là mình khen, nhưng bị là tôi với anh quá thân rồi. Đúng. Anh mà cưới được con nhỏ này về mà con dâu nhà anh đấy ha. Tôi bảo đảm với anh, anh sẽ có một đứa con dâu mà ở trong cái chữ nho nó có cái chữ mà diễn tả con dâu này sát nghĩa mà kinh khủng lắm nè. Tía, nói bình thường thôi, đâu cần chữ nho chứ. Không được, tía với bác Năm bày nói là phải chữ nho, hả? Để cho tía con nói. Cái đi. Chữ nho nó có cái chữ diễn tả con dâu là cái chữ bỏ lâu. Nhớ rồi, cái chữ dâu thảo. Trời ơi, chữ đó có gì đâu tía. Ủa, anh nói ra anh không cảm thấy anh bị vô duyên hả? Chữ này bình thường thôi, gì đâu mà nho nho chứ chùm mà đi. Thì cái chữ bình thường coi như tôi nói ghê đi. Nói chung là nó hiền lành. Hiền lắm. Dễ thương. Chưa nói đâu ngang. Sau này ngang, nó mà đẻ cho anh một đứa cháu nội ngang, anh vui lắm. Cái này có tôi thích. Có con nít ở trong nhà ngang anh nó vui. Ta nói kể cả mà nó nằm nó ngủ thôi, nhìn cái mặt nó như thiên thần. Mỗi lần mà nó khóc ngang bồng cho nó bú trời. Nó miệng nó chúm chím ta nói nó dễ thương mà không thả được. Nó nghe hả? Nói vậy có cháu ngoại hả? Có được một đứa. Một đứa hả? Té. Vui. Không. Cái bà hàng xóm bà có đứa cháu ngoại. Tôi kết bà ngoại nó mà không có bồng bà ngoại nó nổi bồng nó cho đỡ ghen. Thế vậy không? Trời ơi, làm nghe tưởng có cháu ngoại hết hồn. Không. Ủa, nói vậy rồi con trai anh đâu? Thằng Được hả? Đi mua rượu à? Đi mua rượu à? Qua bà Tư Ú đó. Tôi hay anh nhậu rồi. Tía nói bay rồi, không có ai hiểu ý tía bằng bác Năm bay hết. Tôi cũng có đem mấy con khô đây. Không ấy giờ dày con vô con nướng mấy con khô để chút xíu nữa. Thôi, để tôi nướng giùm cho. Dạ bảy thôi để con. Năm trước sau nó cũng mần dâu nhà anh. Vậy hả? Thấy không? Anh chỉ cho nó mần cho nó quen. Giờ là tôi chỉ hả? Chỉ cái bếp đi cho nó cái mần. Cái bếp cho được nó... không? Dạ, dễ lắm. Bây giờ vậy nè. Đây. Đó con thấy hướng cái cây của bác không? Dạ. Con đi thẳng vô, đụng cái vách con quẹo phải, đụng cái lưu nước quẹo trái, đụng cái mồ luôn, con mở cửa hậu, băng ra cửa hậu, con chui qua cái lỗ chó hàng rào dâm bục, con đứng thẳng lên con nói 88, nướng mấy con khô có người nướng. Ủa? Kỳ vậy? Ai vậy? Hàng xóm. Trời. Mắc bơ nướng mấy con khô qua nhà hàng xóm nướng. Ở nhà đâu bao giờ nấu gạo đâu có lò bếp. Ăn cơm hộp không à. Bác ơi, rồi cái con nướng khô xong cái con đi đường nào con về? Thì dễ quá, thì cứ đi theo. Dạ. Anh cho tôi hội ý con. Trời ơi, tía ơi, đi quẹo tùm lum con không có nhớ được. Sao con mặn nhục tía quá vậy? Hả? Nhưng mày mà... không, chỉ có cái sắc đẹp là mày giống tía thôi.
Còn cái thông minh mày không giống tía. Nhưng mà tao chỉ chiêu cho. Dạ. Không nhớ đường về vậy. Bây giờ mày xin bác Năm mày nắm gạo mày rải đường từ đây tới Đẳng Lát, hồi mày theo gạo mày về. Ừ, đúng rồi, cùng quên. Đúng rồi. Bác ơi, hũ gạo ở đâu? Giờ lấy gạo hả? Dạ. Gạo nhiều lắm, nguyên lu. Xưa giờ có ăn đâu. Đây, đây. Bây giờ dạ. Tới không? Đừng có vách nãy quẹo phải, bây giờ quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo trái qua cái tủ thờ đứng. Quẹo trái nữa là tới ngay cái gầm giường. Dạ. Quẹo trái qua cái gầm giường. Anh Năm, anh Năm. À, anh dẫn nó vô hốt mẹ nó nắm đi. Anh chỉ mà nó tìm được lu gạo cái tới chiều luôn á. À ha, sao mình không nghĩ ra ha. Chỉ đi, con đi, đi vô, chứ vô. Giờ quẹo tùm lum con không biết nhà đường nào gì mà quyền bí quá vậy. Quyền bí cái gì? Nhanh bí. Nhanh nha anh Năm ơi. Công chuyện tôi nói đăng đăng đê đê á. Mà xuống anh là dữ lắm mà nghe Năm nghe. Đó đó, con lấy thoải mái đi đó. Anh á, mần ơn anh đi nhanh nhanh giùm tôi cái. Tôi còn tranh thủ tôi về dư. Về dư. Thấy không? Bị sắp nhỏ nó cũng không có rành. Mới nuôi mấy con heo mà. Thành thử ra đó là vô, phải vô, về vô, vô, vô. Gì vậy ma hả? Ai à? Hả? Gì? Hồi nãy vô đường này rồi ra đường nào? Thì ra đường này. Nhà này ra vô muốn đường nào cũng có đường đó. Có gì đâu ngạc nhiên. Trời, tôi nói anh nghe cái nhà tôi kỳ cục lắm. Anh biết cái Khám Chí Hòa không? Nhà lục giác, nhà tôi cỡ ngang ngửa vậy đó. Đi đâu vòng vòng cũng lạc lọt vô cái chỗ này trung tâm hết. Ngày xưa cái thằng mà thiết kế căn nhà này tôi kêu làm 4 phần thôi. Mà nghĩ sao nó nghe lộn làm 40 phòng. Trời, sai chi dữ à. Bởi vậy bực mình sức măng hết hồn luôn hả? Giờ uống trà hút thuốc ra. Ờ vậy đi. Mình uống trà đi. Giờ tôi có nhiệm vụ tôi lấy trà ngon nha. Anh kiếm cái bếp lửa đun nước sôi nha. Vậy cho nó công bằng. Tới chị cái bếp. Đi vô thẳng đó, đụng cái vách quẹo phải, đụng lu nước, quẹo trái, đụng cái bồ lúa băng ra cửa hậu tới. Anh chỉ mẹ nó cái mương đi. Chi vậy? Uống đại nước mương đi cho tìm được cái bếp cái teo héo luôn. Nhà thấy gốm. Đi hồi cái hai cha con lạc hết. Thôi khỏi đi anh Năm ơi, khỏi nước non gì. Bị tranh thủ xuống anh. Thăm anh bữa trên cầu Mỹ Thuận có nói gì được đâu. Ê! Nhờ cầu Mỹ Thuận nó xây xong giờ tôi mới anh gặp lại nhau đó. Mới đó hai mấy ba chục năm mà ha. Ê nói nghe, bây giờ hai mình ở đây là còn thiếu một người, hỏi thăm thử tám sumo khỏe không? Khỏe á, giờ đổi tên rồi, không có lấy tám sumo nữa đâu. Tên gì? Tám ngựa. Tám ngựa. Giờ ngựa dữ lắm, trong xóm mà còn ngựa được á. Trời, trong xóm mà còn ngựa được. Hồi nhỏ trẻ đẹp ngựa có người theo, bây giờ già chát ngựa ma theo. Anh nói gì ạ? Anh nói tám ngựa. Không phải, bây giờ bà đổi cái kiểu rồi, bà đi ngựa không hà. Trong xóm mà ba bước bà cũng leo lên ngựa bà đi. Đi ngựa hả? Là cởi ngựa hả? Trời ơi, tí xíu là tôi nghĩ xấu hiểu lầm bạn gái tôi rồi, thấy không? Chị gớm. Nhắc bạn gái mà không biết nhục. Nhục cái gì nhục? Tôi yêu, sao tôi nói tôi yêu? Tình yêu đơn phương được không? Cũng tại vậy đó mà tôi với anh mới hiểu lầm nhau rồi mấy chục năm trời không gặp nhau đó. Hồi đó để mình tôi yêu đi, bèo đặt sát vô hai người cũng yêu người chi. Ai biết tuổi trẻ bồng bột mà. Một bột bột. Nói thiệt anh nha. Thôi bây giờ nói chung là bây giờ không có tám. Có tôi anh nhắc lại chuyện xưa tí xíu. Mà nghe xong là bỏ qua không có giận nha. Ôi ba cái chuyện đó chưa lắc chưa lờ. Giờ có cháu có con hết rồi mà giờ nhắc cái giận nghe. Chi ngày xưa mà cái người mà tôi thù nhất là anh. Dĩ nhiên là tình địch anh mà không thù sao được. Trời ơi, hồi đó ước gì có con dao phai tôi chém anh. Tôi giết anh chết để tôi lấy được tám. Tôi nói xấu anh cho tám nghe. Tôi nói tám là tám, đừng lấy thằng cha sao bảnh. Trời ơi, nó mang tiếng bảnh tỏn gì trong túi không có một cắt nào hết. Đó, lấy nó về nhìn nó đi, như một cái tấm văn ép. Cầm con dao phạt trước phạt sau không dính miếng thịt nào. Nam Thư! Tại sao vậy? Tại sao anh đi nói xấu tôi kiểu đó? Ê, tôi nói rồi mà. Nói xong nghe qua bỏ qua không có giận mà quên rồi. quên và giận cho vui thôi. Quên rồi, thấy chưa, nói rồi mà giận. Nhưng mà anh ơi, tôi nói anh nghe, trời hại hại gì, người ta nói quả báo nhỡn tiền. Ý vậy là sao? Anh nói xấu tôi cũng có người khác nói xấu anh. Ai? Tôi. Lần sau bỏ mấy cái cú này được anh. Trả thù ghê gớm à. Nhưng mà tôi không có mạt sát đời tư người ta như anh. À, tôi nói nhẹ nhàng thôi.
Tôi nói vậy nè, mà nói anh không có giận nghe anh nha. Không giận, không hề. Tôi nói vậy nè, cô Tám cô đừng lấy thằng cha Năm Cự. Nội nghe cái tên nó không là sốc rồi. Cô lấy nó về nội nó cự không là cô hết hơi rồi. Còn anh nhớ mà cái hồi anh trổ mã anh đẹp cỡ nào không? Trời. Tôi nói cô Tám mà cô đừng lấy cha Năm Cự nha. Bây giờ nó mới bắt đầu trổ mã thôi mà cái mặt nó mụn mà như ề cơm trái vậy đó. Cô mà lấy nó xong mỗi lần cự nó ngang mụn nó bung ra cái mặt cô như cái rổ xảo luôn. Ê, xào lá, xào lá, xào lá. À, tại sao đem cái sắc đẹp nha. Ê, ê, nói không có giận mà. Sorry. Sorry là con mẹ gì? Trời ơi, không chịu học tiếng Anh. Sorry mà không biết. Không biết sorry à? Không. Sorry là xin lỗi. Trời. Let's go là đuổi mày đi á. Mà chưa có go được đâu. Ờ, ngồi đi. Đó mà, đó tôi nói anh nghe. Chính vì vậy đó mà tôi với anh đó hiểu lầm nhau mà không gặp nha. Ê, ê, nhắc chuyện này mới nhớ nè. Năm ngoái Tám Sumo dắt con gái Tám xuống đây đòi cưới cái thằng con trai tôi. Mới bước vô nhà tôi chửi thẳng mặt liền, đuổi hai mẹ con về. Không làm xui được. Anh nói cái chuyện năm ngoái tôi mới đây nè. Nhà tôi nè, bà tới mấy lần ngang rồi bà cậy người tới ngang đòi mằng xui với tôi đuổi thẳng cánh cò bay luôn. Tôi không có mằng xui với cái thứ này. Chính vì vậy bữa nay tôi xuống anh. Tôi xuống anh là có mục đích vậy. Giờ tôi với anh là chỗ bạn bè, thấy không? Mình mằng xui đi. Đúng vậy. Mình mằng xui để làm chi? Để cho con mẹ Tám Sumo biết rằng tôi với anh từ nay trở đi không có giận hờn nhau nữa. Đúng. Mình phải mằng cái đám cưới này gần gan lên. Đúng chi? Để con mẹ Tám mới thấy rằng tôi với gia đình anh mới là môn đăng hộ đối. Đúng. Anh hiểu không? Nói như vậy đó, bị gì con của tôi. Ủa con tôi đâu? Đi nướng khô rồi. Nướng khô gì cả buổi trời trời. Ê, nhà anh có nuôi gà không? Có. Có nhốt lại không? Nhốt chi cho thầy chạy vòng vòng nhà chơi nhốt. Thôi chết mẹ rồi. Cái gì ạ? Gà nó ăn hết gạo con nhỏ biết đường đâu gì à. Đi tìm nó giùm tôi đi. Gà ăn hết gạo hả? Trời ơi, nãy giờ ông chỉ nói. Yên tâm, tôi là chùm cái xóm này. Nó tên gì? Mót. Mót không? À. Tuổi trẻ giờ học tiếng Anh giỏi lắm, để tôi. Mót. I will be there. 5 minutes. Hiểu không? Anh đọc thần chú gì vậy? Chú không biết tiếng Anh hết. Có nghĩa là con năng ở đâu, 5 phút bác có mặt liền. Trời ơi, thôi đi đi ông ơi. Tiếng Anh, tiếng U thì gớm quá. Mau mau dừng tôi cái đi. Ơi, tí ơi, tí á. Con đi mua rượu ở trên đây đâu có đâu con phải chị. Đứng lại. Dạ. Con đi lộn nhà. Bước vô mày. Dạ. Bước, con bước. Tự nhiên đâu đây trời. Đứng lại. Đứng thì cũng đứng. Đằng sau quay. Quay thì quay. Ế. Hai thằng tư thâu. Một thằng nữa. Trời ơi. Mày còn nhìn ra tao không? Ám ảnh trong giấc mơ luôn. Nghe tao hỏi. Mày có phải ở cái xóm này không? Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Khó, chết mẹ mày rồi con. Mày biết là bạn tao là đại bàng của cái xóm này á. Chỉ cần thai muôn nít thôi là nó lôi cái đầu mày ra rồi. Bác ơi, bác hiểu nhầm rồi. Tại sao? Tôi nói là bác mày đứng lại. Trời, con đứng thì con đứng. Tao đang nói chuyện với mày, mày bước vô đây. Vô. Mày vô đây. Mày đứng lại. Đứng thì đứng, sao quay không? Đằng sau quay luôn nè, quay chính rồi. Mày lừa tao một lần thôi chứ. Trời ơi, ám ảnh. Tại sao vậy? Tại sao mày hứa hẹn với con tao rồi mày đi luôn? Bác mày biệt vô âm tức luôn mà sao? Bác hiểu nhầm rồi, con không thể nào cũng giải thích được cho bác hiểu. Hiểu nhầm cái gì? Bây giờ mày phải nói cho tao biết lý do nào mày bỏ mày đi. Bác đừng ép con quá, con không giải thích được đâu mà, trời ơi. Ép mày hả? Mày không giải thích tao quánh chết cha mày. Trời ơi, con có làm không? Tới đây, trời ơi. Quánh chết cha mày. Trời ơi. Đứng lại. Ra đây. Đứng lại đây. Ra đây đó, xuất hiện rồi thấy không? Tao lại mày đó. Quán đường này nó xuất hiện này. Mày đứng lại dân thanh. Dạ. Đi lòng vòng con lọt về đây à. Vô đây. Anh Năm ơi. Gì? Sao nhà anh chỗ nào cũng có gạo vậy? Đi theo gạo
một hồi ra tới đường cái luôn, mệt muốn chết. Chết mẹ rồi, nướng mấy con khô hết lu gạo à. Anh Năm, anh Năm. Hả hả? Anh tới anh cho tôi hỏi thăm. Hỏi gì? Anh có biết nhà của cái thằng lùn Mã Tử hồi nãy không? Biết chứ. Anh làm ơn anh dẫn tôi qua nhà nó cho tôi gặp mẹ nó đi. Mẹ nó chết rồi. Nó còn cha không? Cho tôi gặp thằng cha nó cũng được. Còn gần đấy. Tôi mà gặp được thằng cha nó nghe, tôi chửi trong bản mặt thằng cha nó. Cái thứ con quan chết chủ, cái thứ mà không biết dạy con. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, cái này nặng lắm á nha, nặng. Không lắm có nặng, mới chửi có mấy câu mà nặng gì. Anh nổi tiếng là ngày xưa anh cự, có câu nào hay anh chỉ cho tôi. Tôi qua tôi chửi cái thằng cha nó nha, cái thứ mà ông nội nó không biết dạy thằng cha nó, để thằng cha nó không biết dạy nó. Trời ơi, sao lóng rè anh bèo quá vậy ta. Tôi hỏi anh có câu nào hay anh chỉ cho tôi chửi. Nghĩ sao nhìn mặt thằng cha nó rồi kêu trời ơi là sao. Anh coi tôi chửi rồi học hỏi nè. Ông nội mày không biết dạy thằng cha mày, để cho mày đi phá làng phá xóm, tao quánh chết cha mày. Cái thứ mà con quan chết chủ, cái thứ này đó nghe, cha mày không dạy mày, để ra đường tao sẽ dạy mày. Cái thứ mày đó nghe, tôi nói thiệt với anh. Cái này chơi được nè anh. Tôi sẽ dùng cái này nè, tôi cào nguyên cái bàn thờ dòng họ nhà nó, tôi đổ xuống sông mới vừa bụng tôi. Tôi nói thiệt với anh á, nhà nông mình là mấy. Cái này đi. Tôi gặp thằng cha nó nè, tôi sẽ xả trên đầu thằng cha nó, tôi xả xuống vậy nè, để cho biết thế nào là lễ độ. Đừng có cái này cũng chơi được luôn. Cái này đó là tôi sẽ nói ông nội mày không biết dạy thằng cha mày, để thằng cha mày không biết dạy mày, tao sẽ xin phép quánh cho thằng cha mày chấn thương sọ não luôn. Phải cho như vậy nó mới được, anh hiểu không? Chứ để nó coi thường. Hay quá anh Năm ơi, anh đưa cái chiêu này là hết nhìn ra thằng cha nó luôn. Anh nhiều chiêu quá luôn á. Tôi sẽ dùng cái dây này, tôi lấy cái dây xích này, tôi quấn quanh người thằng cha nó y như đòn bánh tét vậy đó. Rồi tôi lấy một cây nứa, tôi đập dập 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 ra. Rồi tôi kẹp cây nứa trong nách thằng cha nó. Tôi nắm cây nứa, tôi vuốt phá. Anh tưởng tượng cái nách thằng cha nó như cái đống bùi nhùi không? Chơi như vậy mới lợi gan. Anh nhiều chiêu, cảm ơn anh luôn. Bây giờ anh làm ơn, anh chỉ cho tôi biết nhà nó ở đâu đi, tôi qua tôi xử thằng cha nó liền. Nhà nó ở đâu? Ở đây. Ở đây nhưng mà phải chỉ chỗ nào, nguyên cái xóm này ai biết nhà ở đâu. Anh phải chỉ chính xác thằng cha nó, tôi qua tôi vớt thằng cha nó liền. Chính xác. Nhìn theo hướng tay. Mày coi cho kỹ nha sáu ảnh. Mày thấy nó không? Đâu đâu? Đây. Đâu? Không phải tôi. Nhìn lại. Đó. Mày định làm đại bàng mà gãy cánh rồi phải không mày? Chân cẳng mày đứng không yên mày rung hết rồi phải không mày? Mặt mày khi phát hiện ra tao mày xanh lè phải không mày? Người Việt Nam quê dễ biết lắm. Bây giờ mày hút sáo mà nó kêu tao con mày. Kêu coi. Kêu. Không có. Hút. Mày thổi bong bóng hả mày? Hả? Nãy giờ nghe lộn hết hơi à. Du. Đứa nào tên Du kìa. Ê, you sit down please. Hả? You sit down please. Là gì? Mày ngồi xuống đây. Mày giỡn mặt cái tao. Nãy giờ ngồi nhiều quá nó xuống máu cái chân. Bây giờ là để đứng đây cho nó đỡ bị xuống máu rồi chạy cho nó lẹ. Ê, mày chạy thoát không? Mày chạy thoát cái khu này không? Tao đại bàng sớm này nha mày. Bình tĩnh. Mày đi lòng vòng cũng lọt về khu này à. Anh Năm bình tĩnh anh. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Anh bình tĩnh tôi ngồi. Ngồi xuống. Anh đừng mằng tôi quýu. Mày nghe tao hỏi nè. Mày ngồi xa tao ngồi gần.
Nghe nói hồi xưa mày học giỏi lắm phải không? Cũng thường thôi. À, nhưng mà tao nghĩ là cách đây 30 mấy năm rồi, trí nhớ mày không có tồi lắm. Ê, hồi nãy khi mày cầm cái này mày nói gì? Phải nhắc lại nữa hả? Ừ, để coi thử mày nhớ tới đâu chứ. Quên đi, già nhớ chi. Mày nhắc lại tao nghe coi, mày cầm cái này mày nói cái gì? Bình tĩnh rồi. Tôi cầm cái đó tôi nói là lấy cái đó cào nguyên cái bàn thờ dòng họ nhà nó đổ xuống sông. Giỏi, mày còn nhớ là giỏi. Mày cầm cái này mày nói cái gì? Lấy cái đó xả trên đầu cha nó xả xuống. Ráng cố gắng lên con, còn 2 món nữa. Cái này mày nói cái gì? Cái đó tôi nói là ông nội mày không biết dạy thằng cha mày, để tao lấy cái này để tao đập cho thằng cha mày chấn thương sọ não. Nghe nó nói không mà não muốn rối loạn hết rồi. Còn cái này mày nhắc tao nghe coi mày nói cái gì? Cái đó quên rồi. Nói tao giết mày chứ. Đừng giết để nói. Nói liền. Cái đồ gốm quá. Nói. Tôi nói là lấy cái dây quấn quanh người cha nó như là đòn bánh tét vậy đó. Xong rồi lấy cái cây nứa đập cái dập ra. Xong rồi kẹp cây nứa trong nách thằng cha nó. Rồi đứng từ đằng xa là nắm cây nứa vuốt ra. Nghe nó nói không mà hai cái nách nó muốn rớt ra ngoài. Tao không hiểu cái sức tưởng tượng mày ghê quá. Ê, tại sao mày nghĩ ra cái cách gì ghê gớm vậy mày hả? Mày nói tao nghe coi, tại sao vậy mày hả? Sao ảnh mày nói? Anh từ từ anh bình tĩnh đi. Tôi nói thiệt với anh nha, phải có lý do chứ. Lý nếu do không sao? Có lý do tôi hỏi anh, tôi gặp nhiều thằng thanh niên ngoài đường, tại sao tôi không đòi vô cào nhà nó mà tôi chui vô đây? Tôi chui vô đây coi như là chui vô chỗ chết rồi. Anh phải hiểu được tâm trạng của tôi, anh mới thông cảm được cho tôi. Đâu phải tôi muốn như vậy đâu, phải không? Nhưng mà có lý do cho nên tôi phải như vậy. Ủa thôi chứ đâu. Anh làm gì đương nói chuyện mà chơi cò. Cái gì vậy? Bà mẹ mày. Mày biết tao hay giật mình. Mày đập bà một cái nguyên cái lòi tói rớt xuống đập vô cái chân tao. Cái đó đập. Anh tự mặn mình ên, tôi đâu có mặn. Trời ơi, cái bóng chân cái tao đâu rồi? Trời ơi, không phải cái nóc kia. Sao mày ác quá vậy hả mày? Bảnh ơi bảnh. Không, mày ác quá. Anh phải bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh trở lại tôi nói cho anh nghe. Nếu mà anh Năm ơi, anh có nằm trong hoàn cảnh của tôi anh mới biết. Mình cũng là gà trống nuôi con, mà đỡ hơn tôi là anh có con trai. Trời ơi, tôi phải biết làm sao đây. Mày biết mày nói đi chứ, mày nói hoài lòng vòng hoài ai mà hiểu. Thì nó có chuyện tôi mới làm vậy chứ tôi làm vậy làm gì. Nó bị nữa hả trời? Mày thấy tao giống con vịt cổ lùn chứ? Tin núp vậy nó có thấy tôi không trời? Trời ơi, vậy là đủ một cặp rồi. Tao giết mày chết, tao giết mày chết. Không, bây giờ vậy nè. Con anh còn đó, anh kêu nó ra đi hỏi cho ba mặt một lời đi. Mày được rồi, tao kêu thằng Được ra, tao giết mày. Kêu được! Đi. Phải Monique! Sư phụ ngô khô trời. Trời ơi, ở nhà không đi bay tới hàng xóm được đó. Ai con đời. Con ra nông nổi đi con hả? Con anh đó rồi, con tôi đâu? Con nè tía, mày về đây. Trời ơi tía ơi, con tìm đường hoài mới được đây nè, giờ không có đường lên chui mày dưới đi đâu lên vậy nè. Đó bây giờ có ba mặt một lời đó, nói được rồi con nói cho mọi người nói luôn. Cho cha đã biết rồi. Nhà nó đây nha. Bà muốn nói gì? 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 Bà muốn nói gì?
chuyện là vậy à? Mày sẽ tốt là tao quên chuyện à? Nói tiếp. Tiếp. Rồi rụng nụ. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knock out. Được, con vô địch. Vô địch cái gì? Sao giống có trở đài à? Tía con ngủ, tía con mệt là ngủ vậy đó. Thôi nói vậy là nãy giờ nói qua là chưa nói gì hết. Ủa nói chi nữa? Thôi thôi thôi. Tía ơi, tía ơi, tía ơi, tía ơi. Nói gì tía? Dạ tía ơi. Tía ơi, tía ơi. Đứng lại cháy nói, đứng lại cháy nói. Không có được. Đứng lại. Đứng lại. Nghe anh đừng có nói cái chuyện. Đi qua bên kia. Bây giờ nói cho tía nghe sao. Tía ơi, tía mà đứng lại cũng nói được chứ. Đứng lại rồi nè. Trời ơi, tôi xin anh mà. Mẹ. Ồ, Sâm ơi. Tía mới hiệp hai mà rụng đủ sớm quá con. Trời ơi. Bây giờ giờ tôi nói ra cũng không được, mà không nói ra cũng không được là sao? Tôi xin anh mà nói ra là tía tôi giết tôi chết. Bây giờ vậy đi, tôi tính vậy là anh giải thích với tía anh. Tôi giải thích với tía tôi. Chị đem tía chị về đi. Tía, tía. Về, 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 về. Về tía ơi, tía. Về. Hả? Xong rồi. Về giảng tuồng à? Giảng tuồng rồi, giảng tuồng rồi. Sao đi coi thằng nữ dân ngủ linh kỳ mà mới nghe cái cành cái cành 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 xong ta xỉu mất tiêu. Bởi vậy con về con phải kể cho tía nghe. Rồi về con kể cho. Tía ơi, tía ơi, vậy tía ơi. À, ai thắng con? Thắng thua gì ở đây? Tía thắng rồi trả nóc ao không con? Trời. Ủa về hết hả? Ủa nói vậy nói chưa? Có ai chưa nghe đâu mà nói. Nó không nghe thì nói cho tía nghe. Tía qua tía chửi gia đình đó. Bây giờ tía muốn nghe không? Muốn. Bây giờ tía muốn biết cái người lấy đôi bông tai mình là ai không? Muốn biết. Cha con xấu ảnh đó. Còn nữa, chị Mốt, chị Mốt đã bắt con với người khác làm sao gả con với chị được? Cái này mới knock out thiệt hả? Tía, tía ơi. Đi đâu đây? Anh ơi, em qua báo cho anh tin mừng nè. À, tin gì vậy? Tụi mình sắp được ở gần nhau rồi. Hai đứa mình? Dạ. Ở gần nhau? Dạ. Được rồi. Gì vậy? Không dám đâu, không dám đâu. Không, thiệt mà, em nói thiệt á. Thôi, anh thôi, ơi, thôi. Bây giờ anh chịu khó anh nói má. Qua nói chuyện với ba em một lần nữa đi. Xong rồi á là hai tụi mình được ở gần nhau à. Thôi, qua bển để cho ba em chửi má anh nữa à. Không có chửi nữa. Trời ơi, ba giờ đổi tính rồi. Ba đổi tính một mình em biết thôi. Anh với má sao biết? Không, em nói thiệt mà. Bây giờ á, ba em ở bển á là chỉ mong có một mình má anh qua rồi nói chuyện hai tụi mình thôi anh à. Nói không được là không được mà. Tự nhiên cái nạt người ta. Bởi vậy không có thương con gì hết. Em nói thiệt với anh nha, ở nhà hả, con mình hả, trời ơi, ngày nào cũng vậy, từ sáng đến chiều hả, cứ nói chứ mẹ ơi, con nhớ bà nội quá, con nhớ bà nội quá. Con mình mới gặp bà nội nào đâu mà nhớ. Ờ ha, quên. Không, nhưng mà nó nhớ anh. Trời ơi, anh biết sao, từ sáng đến chiều luôn, không ăn không uống gì, ngồi hả cứ thẫn thờ vậy nè, nói trời ơi, sao con nhớ bà quá, con nhớ bà quá, con nhớ bà quá, con nhớ bà quá. Dạ. Ba cũng nhớ con nữa. Ờ, thấy thương lắm anh ơi. Từ sáng chiều nhắc ba hoài vậy đó. Con mình mới có tháng mấy sao biết nói. Ờ, em quăng quá hả? Không phải. Anh ơi, em thấy mà. Mắt con mình nói lên điều đó, em nhìn thấy. Con của mình có mắt biết nói hả? Mắt y chang mắt anh lồi ra một cục vậy đó. À, vậy hả? À, anh, bây giờ sao anh? Bây giờ em bình tĩnh đi. Má đâu, má đâu.
Bây giờ anh phải dũng cảm lên. Anh thuyết phục má qua nói chuyện với tía em một lần nữa. Nhớ không? Nhớ. Nhớ nghe không? Bây giờ em về. Em về bển em đợi nghe không? Nè, qua liền nha. Lẹ lẹ nha. Em đi nha. Cẩn thận nha. Má ơi. Má, má. Cái gì vậy? Má, má, má. Đi, đi, con đi. Con làm đi. Cái gì giống như nhà trái vậy? Đi, đi, lẹ, đi lẹ. Đi đâu? Đi qua nhà bác Sáu Bảnh. Trời đất ơi, mày điên hả? Qua bển cho cha già dịt giận nó cho chửi tao hả? Mày có điên không? Vậy là má không có thương cháu nội của má. Con nói gì kỳ vậy? Cháu nội của má mà không thương, má thương ai? Cháu nội của má hả? Nhắc má hoài luôn á. Cái gì? Cháu của má nhắc má hoài. Tối không ngủ, không ăn, không uống gì hết. Trời ơi, tội nghiệp cháu. Nói không? Nói như sao? Con nhớ nội quá. Con nhớ nội quá. Nội ác lắm, nội ác trời lắm. Trời ơi. Con nít còn biết má ác nữa. Trời Phật ơi. Nó có thằng mấy mà sao nó chửi má dữ vậy con? Không, con của con có cái mắt biết nói. Cái gì? Con của con có cặp mắt biết nói. Dạ. Lạ quá ha. Bây giờ con là con của má nè. Dạ. Má nhìn vào cặp mắt của con. Sao má? Tại sao con xạo quá vậy con? Mày vừa phải thôi nha. Tao nói tao không qua là không qua, mày biết chưa? Nhưng mà ở bển có một người đang trông ngóng má mà. Ai trông ngóng má? Bác Sáu Bảnh với ai? Sáu Bảnh hả? Ừ. Ai nói với con hả? Mốt mới qua đây nói nè. Nó mới qua đây nó nói. Ừ. Thiệt vậy hả con? Thiệt. Trời ơi, lượm ơi là lượm ơi. Sao? Trời ơi, má suy nghĩ đâu thì đúng đó. Má có cái giác quan. Không cần phải qua nhà Sáu Bảnh. Thế nào cha Sáu Bảnh cho cũng giác cái mặt cho qua đây. Con tin má là như vậy. Nếu bác Sáu không qua thì sao? Nếu mà bác Sáu không qua thì má với con qua nhà bác Sáu. Má hứa với con. Trời ơi, má là má của con thì má nói má mới giữ lời. Quan hô má. Con ơi. Thôi má một cái. Con vô tắm ngựa. Trời, vô tắm ngựa đi con. Dạ. Nè 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 nè. Dạ. Con cho con uống thuốc cho mạnh khỏe rồi má qua nhà bác Sáu nha con. Trời luôn. Trời giỏi quá. Con vui là má vui rồi con ơi. Trời ơi con của tôi. Ủa ai đây? Chào con. Con ai hả? Cháu ơi, cháu không nhận ra hả? Con là con gái nhỏ của ông Sáu Bảnh nè. Ủa con của ông Sáu Bảnh nè. Dạ. Chà lớn sợn quá. Con ngồi đi con. Dạ cháu ngồi. Sao có chuyện gì con qua đây vậy? Tám ơi, hả? Tía nói là mang cái gói quà này qua đó. Nó là coi như là tía tặng cho Tám. Hả? Tám nhận cho tía vui. Của tía con tặng dạ, cho Tám. Dạ. Thôi bây giờ Tám nhận cho tía con vui. Dạ con. Dạ xong. Thôi Tám đã nhận rồi nha. Đừng có giận nữa nha. Giận gì? Chứ con báo tin. Thôi thôi khoan khoan. Con đừng có về vội. Con ngồi đây đi. Để vô cho lượm má hay ra nói chuyện với con. Nghe được con. Dạ. Nói đi. Đây lượm à. Lượm. Ủa cái thằng này mới đây theo đâu rồi? Ôi tía ơi, con thích người ta thì tía bắt con tới đây làm sao vậy? Cái người con thích thật. Ủa ý à. Ôi trời. Ôi dạ, anh có sao không? Ôi trời. Có sao không? Không sao, không sao. Dân ruộng mà. Mấy cái này chuyện thường. Đi bình thường được mà. Có sao không? Không sao mà. Có dồi. Hả? Có dồi. Anh kêu em gì vậy? Tên dồi. Thôi. Trời ơi, em nói với anh nhiều lần rồi. Em là con gái đó, anh kêu cái tên em phải kêu cho đàng hoàng đi. Anh mà kêu như vậy hả, đi ra đường á, người ta nhìn á, người ta nói em là con dồi á. Tôi biết mà tôi phát âm không có được. Không sao đâu, cái gì mình cũng phải học hết. Thay em chỉ cho. Nhưng mà trước tiên anh học á, em muốn hỏi á, anh có cái lưỡi không? Em có lưỡi? Hỏi kỳ quá. Rồi thay lè lưỡi ra. Lè lưỡi. R. R. Okro. Okro. Ikroi. Ikroi. Quyền rồi. Quyền rồi. Rồi bỏ tay. Nó không có được mà. Giáo bỏ tay rồi thôi muốn kêu gì kêu. Nói nghe nè. Nghe. Khỏe không? Em khỏe. Anh khỏe không? Khỏe. Lâu rồi mới gặp ha. Thấy đừng nhìn đấy. Nhìn kỳ quá rồi. Kỳ quá. Kỳ quá rồi. Nhìn gì? Nói nghe nè. Nghe. Lâu lắm mà mới gặp á. Có dồi ơi. Ơi. Tôi tưởng đâu á, tôi với dồi gặp nhau ở nhà dồi á, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Ai ngờ hôm nay được gặp ở đây kỳ quá. Kỳ. Mắc cỡ à. Có dồi tôi vui giống, có dồi có vui giống tôi không? Tôi đâu có khùng. Sao mà tự nhiên nghĩ tưng tưng lên vậy hả? Tại tôi vui á. Thôi nói nghe nè, lại đây.
em hỏi nè. Em nghe tía nói á, là tía với chị em á về nhà anh, rồi người lớn hiểu lầm rồi gây lộn, mà cái chuyện đó có không vậy? Trời ơi có, tôi tưởng đâu chuyện đó chỉ xảy trong giấc mơ, ai ngờ nó xảy ngoài đời thiệt luôn. Chết rồi, chuyện mà xảy ra như vậy rồi, em hỏi thiệt nha, anh có buồn không? Buồn sao không buồn, mà người tôi buồn nhất á là Dồi á. Ủa sao buồn tôi vậy? Dồi vô tư á, tôi để ý Dồi là Dồi không biết gì trơn hết trời á. Tôi còn định thưa tía của tôi á cưới Dồi làm vợ nó kìa. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi. Tại sao vậy? Cứ mỗi lần tôi nhắc tới tên Dồi với tía của Dồi á là tía tôi chửi dữ lắm. Tôi biết mà, tôi bây giờ cũng đâu có giống như anh thôi. Ở dưới quê á, cứ mỗi lần mà tôi nhắc tên anh hay tên tía anh á, tía tôi cũng không có chịu. Được à, anh được biết không, tôi trông gặp anh mấy ngày nay đó, tôi muốn nói với anh gì nè. Tuy á là hai đứa mình mới quen với nhau trên chuyến xe mình đi về quê mình, mà tôi thấy anh thiệt bụng lắm, anh tốt nữa, không quen không biết gì tôi hết á mà nhận tội cho tôi, bị tía tôi la, ném một chút xíu nữa tía tôi giận tía tôi đánh nữa, cho nên tôi xúc động lắm. Tôi nói anh đừng có cười tôi nha, cũng có cảm tình với anh. Anh được à, nhưng mà tôi lo lắm, tại vì người lớn cứ gây lộn với nhau hoài như vậy á, tôi sợ cái chuyện của mình không có xong. Cho nên tôi trông gặp anh á, anh là con trai nè, anh quyết định đi. Anh tính như sao á là tôi nghe lời anh hết á anh. Anh tính với anh. Bây giờ cô Dồi cho tôi quyết định phải không? Dạ, anh quyết định đi. Bây giờ Dồi thương tôi, Dồi nghe tôi quyết định nha. Dạ. Bây giờ tôi quyết định về. Dạ. Không mấy tôi bỏ Dồi tôi lấy người khác đi ha. Ui chà. Làm gì vậy? Ui, sao vậy? Sao nhiên xô tôi xuống sông vậy? Tại sao anh bỏ tôi? Thì muốn để người lớn khỏi gây lộn tôi mới làm như vậy thôi. Người lớn gây lộn mắc cái gì tôi bị bỏ hả? Gì là biết tính sao? Tôi nói thiệt với anh á, anh là con trai mà anh hèn như vậy, anh hiền quá, anh yếu mềm như vậy tôi cũng không thích đâu. Tôi giận quá tôi bỏ anh luôn. Ai Dồi, đứng lại, tôi tỏ bày tâm sự này. Dồi ơi, Dồi ơi, có lẽ thượng đế xin tôi đã nhầm ngôi sao sâu. Anh, có lẽ tha rồi đó. À. Hát dở quá bỏ luôn. À. Ê Dồi ơi, Dồi ơi. Có Dồi. Dồi ơi, Dồi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm dương dân mai người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm dương dân mai người đi. Tư phù ngô khó. Đợi tiếc con, đợi tiếc. À, em lên tiếng ơi. Trời ơi, công nhận ba. Ô, mày hát dở quá. Bởi vậy người ta bỏ con rồi, tí còn chọc con nữa. Trời ơi, tí nói cho con nghe nè, ngày xưa mà tí lấy được má con là cũng nhờ 6 câu giọng cổ á. Ha, mày ca gì đâu, người ta bỏ mày là phải rồi. Bây giờ tí dạy nè, dạy một lần cuối cùng nghe rồi không bao giờ mà tí dạy lại nghe chưa? Dạ. Nè. Ví dụ như con gái người ta bỏ đi. Dạ. Ông mạnh dạn la lớn cho cô ta đứng lại. Dạ. Em. Người ta đứng lại bắt đầu quất câu giọng cổ. Dạ, cho con. Em ơi, có lẽ thượng đế sanh anh ra và đặt tranh nhằm một ngôi sao xấu quắc. Hả? Xấu được rồi, còn quốc thêm chữ quắc cho nữa ha. Quốc chữ quắc cho nó thê thảm. Hay quá. Thế cho nên đời anh cứ lao đao khốn khổ, chứ xin một lần yêu em mà không nói được nên là. Hay quá ta. Vô. Hết rồi mà. Con già rồi mà thôi. Tía thì giỡn hoài đúng không? Giỡn gì mà. Người ta vậy còn giỡn được nữa. Ê bạn nhỏ thấy dễ thương á. Ha. Xứng mày á. Nó tên gì á? Tên Dồi ạ.
con nghe sóc hàng mày. Dạ. À, tao nhớ là con dòi này là em thằng Trường phải không? Là sao? Dòi Trường á. Trời ơi. Vừa với mày mày giỡn với tao không mà. Nửa phải tên người ta vậy nè. Sao? R. R. Octro. À. Octro. À. Quyền dòi hả? Tao tát kéo giờ. Phát âm phải âm gì nghe tao cười vô mặt mình. Bởi vậy người ta chửi con hoài rồi. Để mà đã tin được mà không có được gì mất hoài à. Nghe tiếng nè, học hỏi lần cuối nè. Nhìn cái khẩu hình mồm. R. Ô rồi. Y rồi. Quỳ gồi. Hay quá à. Cha nào con nấy luôn ha. Mày dễ thương thôi. Chữ của mày chữ này ghê quá. Ôi. Ê nói nghe nói nghe. Dạ. Nhưng mà con bé này là con thứ mấy của bà Tám à? Dạ Tám nào? Tám Sumo. Đâu phải Tám Sumo. Chứ con ai? Nhưng mà con thích người này à. Tí cho con cưới con người thích này. Nhưng mà nó là con ai? Con Sáu Bảnh. Sáu Bảnh. Dạ. À con nhỏ này có phải là em con gì? Mốt dạ. Mốt. À được được. Nó nhỏ con nó xứng với mày là một cặp là được á. Tía đồng ý hả? Bây giờ gì? Tía ơi con nói nghe tía. Tía tính chị ha. Dạ sao? Sang năm đừng, à, đừng có gả là không gả cho con bà Tám nhưng mà gả mày với Hà Bá. Trời ơi. Mày dở thằng con chú nữa là sao? Mày nghĩ sao tao vậy là xui với cái sao ảnh mày. Con thương người ta mà tía ơi. Mày gả mày. Tao không chịu. Mày hiểu chưa? Mặt sẽ qua khỏi đầu. Tía mày dạy mày là mày phải nghe. Tao với thằng cha số ảnh không có làm xui gia được. Mày hiểu không? Chỉ làm với bà Tám. Còn mày không vậy thì thôi. Mày chết. Mày nghĩ mày có hơi dài hả mày? Tao hát giọng cổ tao chưa lặn kiểu mày nổi. Mày lặn hơn tao hả mày? Lên đây tía dạy việc coi. Con. Trời ơi. Sao bóng nó nổi nhiều quá vậy trời. Đừng. Đừng nhát tía. Tía sợ lắm con ơi. Đừng. Được ơi, tía nhảy xuống cứu con đây. Tía không biết bơi. Có chó bơi được là. Cứu tía con ơi. Rồi chim. Tía ơi. Tía. Trời ơi, tía xạ tía ớt luôn nha. Nước cái tao mắc cá thì mình chết đuối. Mày tưởng tao bắt không được mày. Chỉ có cách này mới bắt được mày thôi. Giả bộ chết đuối để bắt được mày. Nó nói à, nè, tía dặn lần cuối cùng à, bây giờ không nghe lời tía thì mày đi bụi đời nha con. Nhưng mà con không thích con. Không thích cũng phải thích. Tám thì như bắt con. Bây giờ ngồi đây, chờ Tám Sumo ra nói chuyện. Chừng nào mày làm rễ nhà này ha thì mày mới về nhà tao, hiểu chưa? Thích con Sáu Bảnh. Tao ở này tao lên ra làm quả tao cắt cổ mày. Được rồi, con làm chơi cho tía vừa lòng luôn. Mày nói không được tao vô tao nói nha. Tám ơi, Tám. Ủa? Dạ, con ai đây? Dạ con là được hả? Con cũng năm cự hả? Con có năm cự được đấy hả? Dạ. Chà lớn sộn ha. Con qua đây có chuyện gì không con? Dạ tía không nói, có tí quà gửi cho của Tám ạ. Trời, quà của tía con tặng cho Tám hả? Dạ. Tám nhận cho tía con vui nghe con. Dạ. Ủa sao mình mấy con ướt mem vậy con? Mới tắm à. Hả? Mới tắm. Tắm đâu? Ao à. Trời, bên kia sao con không tắm, tắm bên đây? Thích cái ao bên này, tắm ao bên này. Rồi sao ạ? Cái gì vậy bác Tám? Chết mẹ mấy cá dồ rồi trời. Hả? Ao cá dồ. Ờ. Ngày nào bác cũng đi thăm nó trơn á con. Trời. Cái gì vậy con? Nghe chưa, ao cá dồ ngày nào cũng đi thăm hết. Tía nghe rồi con, tía đang chịu đựng nè con. Còn chuyện gì nữa không? Muốn nói với bác không con? À, sao không quên hết trơn hết trời ta? Sao vậy con? Khi nào con té xuống cái ao này ảnh hưởng không? Bây giờ con không nhớ gì hết trơn nhớ à? Nhớ gì trơn hết trời. Trời ơi, về bây giờ tía con. À, chào chào Tám, Tám khỏe Tám. Dạ, chào anh Năm. À, mời Tám ngồi. Dạ, nhà của tôi. Ờ, dạ, tôi mời anh ngồi. Có nhiều đó cũng nhớ. À, cảm ơn Tám. Dạ. À, Tám khỏe ha? Dạ, thưa khỏe. À, chà. Lâu quá mới gặp lại Tám. Dạo này sao mình mấy anh cũng ướt mem vậy trời? Ướt mem hả? Ừ, nói nghe xui lắm. Hồi nãy đang chèo đò qua xong tấp vô nhà Tám. Trời, dạ. Đang nửa chừng có đứa nhỏ giỡn lấy hòn đá chọi cái bốc đụng mình rớt té xuống sông vậy trời. Không phải đâu, không phải đâu. Tắm chung ao cái dồi với con luôn. Trời ơi. Tắm đâu à? Tắm ao đâu mà tắm chút nước chút xíu à. Dạ. Nó nhảy xuống cái đó bị trợt chân nó té. Dạ. Tưởng là nước sâu. Dạ. Sợ nó chết. Dạ. Nhảy xuống cứu lên. Dạ, con. Vui quá. Giỡn vui lắm. Dạ. Tám khỏe ha? Dạ thưa khỏe. Cảm ơn anh bữa nay nhiều. Nói thẳng với Tám là gì? Dạ. Tôi yên được.
cũng thu xếp công việc gia đình đọc án xong. Dạ. Qua đây để nói với Tám một điều. Dạ. Trước là xin lỗi Tám cái vụ năm ngoái. Dạ. Sau đó là nói cho Tám nghe. Dạ. Là cái chuyện giữa tôi và Tám. Dạ. Nhưng mà trước khi đặt vấn đề nói. Dạ. Yêu cầu Tám tắt cái quạt trần. Lạnh quá. Dạ tôi đâu có xài quạt trần đâu anh. Sao không xài? Quạt phù phù á, không xài. Dạ bên... Trời ơi. Mày giỡn mày. Sao mày không quạt, mày quạt cái tay tía mày. Lạnh muốn chết luôn à. Đi đi. Đi chỗ khác đi, đứng gần mày hôi quá. Không phải mùi con đâu, mùi của tía tía ơi. Cô dồi ơi, cô dồi ơi, cô dồi đứng lại cô dồi ơi. Dồi dồi. Được này nó lớn quá. Lớn là khoái... càng lớn càng giống anh. Khoái ăn dồi trường không? Dồi dồi dồi. Dạ, năm qua đây nói có chuyện gì nói. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Dạ. À, gặp Tám bàn số công việc. Dạ. Thứ nhất là xin lỗi Tám, Tám nhớ cái vụ năm ngoái Tám dắt gái Tám rồi qua tôi chửi xối xả mặt không? Trời ơi, bữa đó là thông cảm. Dạ. Đi coi thầy rồi thầy nói bị ma nhập. Vậy hả? Quỷ ám. Vậy. Bị khùng khùng điên điên mát mát. Dạ. Cho nên mới chửi Tám. Dạ. Hôm nay là dắt được qua. Dạ. Để gặp Tám mới đi đến quyết định như vậy nè. Dạ. Bây giờ tôi với Tám còn con cách cuối cùng là hai đứa mình phải tìm cách làm xui với nhau. Hả? Là lấy lại cho thằng Được với con gái Tám mà năm ngoái dắt á, cho hai nó sum họp với nhau, đám cưới thật là linh đình. Rồi tôi với Tám sẽ đứng ra mời thằng cha sáu bảnh qua đây. Dạ. Cho trả dự cái đám cưới. Dạ. Này xin phép ngắt lời của anh. Đừng để tôi bàn tán hết. Không phải tôi muốn không, nói tôi bàn chị... xong là bắt đầu Tám muốn nói gì Tám nói, hiểu không? Là bởi vì sao? Bởi vì tôi là nam cự ha, nói ra mà đụng không là có, không vừa ý tôi muốn tôi nói cự, với anh là bây giờ cái bây chuyện giờ đây nói là tôi hiểu của Tám. Dạ đó, đúng rồi, Tám dạ cứ ngồi tôi nói xong là Tám muốn phát biểu gì Tám nói, hiểu không? Tôi nóng lắm mà bây giờ mình quyết định đám cưới thiệt lớn. Trời ơi, anh nghe tôi nói nè anh Năm ơi, ngồi xuống. Đã nói rồi hai lần rồi, để lần thứ ba lặp lại hoài bực mình quá. Không phải mình... tôi muốn nói với anh ngồi xuống. Ê, tôi cự lên là mệt đó nha. Tôi cự lên là mệt đó. Để tôi nói hết đi. Rồi chị muốn nói gì chị nói. Má ngồi xuống. Tôi đâu có đứng đâu. Sorry. Dạ không có chi. Thấy chưa? Cãi quay cãi lại không nhớ gì hết. Dạ à, nhớ rồi, nhớ rồi. Bây giờ quyết định gì? Tôi với Tám ngồi làm xui với nhau, cho hai nó đám cưới, tổ chức đám cưới đàng hoàng, mời cha sao bảnh qua dự. Hết. Bây giờ anh nói xong rồi phải không? Xong. Bây giờ những lời của anh nói thì tôi nãy giờ tôi nghe rõ ràng lắm. Ừ. Mà bây giờ tôi thấy cái chuyện này đó nó không có được anh à. Sao không được? Là tại vì con tôi đã có chồng rồi. Gì? Có chồng? Dạ. Ủa sao anh cười vậy? Không giận, Tám giỡn quá. Không có, tôi không có giỡn. À, tôi không thích cái kiểu đó nha. Hồi nhỏ giỡn được, giờ cứ lớn lên cứ giỡn giỡn. Không có, tôi nói nghiêm chỉnh, không có giỡn anh à. Nghiêm? Dạ. Chỉnh? Dạ đúng rồi. Nghiêm? Dạ, dạ. Không có giỡn. Dạ không giỡn. Nó có chồng rồi. Dạ. Đứng lên. Trời ơi. Có chồng tại sao không cho tôi? Tôi không cho hay là không có cho hay được sao? Hả? Nhưng mà đám cưới của tụi nó phải mời tôi qua dự chứ. Tôi không thích mời rồi sao? Ngồi xuống. Bộ anh điên à hả? Anh tên Năm cự rồi đúng, ai anh cũng cự hết trơn hả? Anh nên nhớ rằng tôi là đàn bà quá mà. Đây là nhà của tôi. Tại sao anh nói chuyện mà lời với đàn bà mà la anh cự tôi hoài vậy? Sorry à, nhưng mà tôi không có tin. Anh không tin nhưng mà đó là sự thật. Sự thật. Nhưng mà bằng chứng đâu? Trời. Bằng chứng đó hả? Đúng rồi, phải có bằng chứng nha. Được rồi, anh là bạn của tôi. Tôi chiều anh. Anh ngồi đây anh chờ nha. Lấy đi. Trời ơi, cuộc đời giờ sao dễ quá. Nói vậy ra cũng tin. Có bằng chứng, đám cưới phải chụp hình. Đám cưới là phải có video chứ. Ví dụ như mai mối đi Đài Loan, Hồng Kông nó còn giả được không chi. Phải đây là thiệt chứ. Phải coi mới tin được chứ. Cái gì nói. Đây nè. Hình đám cưới của con tôi nè, anh coi đi. Duy nhìn hoài già rồi. Được ơi, đi sanh con ra đặt tên con là Được. Sao cuộc đời con mất hoài? Tính. Thôi đừng có buồn anh Năm à. Trời. Tôi với anh không có duyên làm xui với nhau. Thôi tụi mình đợi với kiếp khác. Đừng nói nữa.
Không, tôi nói đây là... Mới hôm qua còn hùng hùng hổ hổ, bữa nay như cọng bún thiêu thì gốm. Tôi cọng bún thiêu kệ tôi, chị đừng nói nữa. Tôi đâu có nói gì đâu. Nghĩ sao già cả rồi, giờ này còn quỳ dưới chân gái gian xin tình yêu mới ghê. Chị nói gì, chị nói được rồi, tôi quỳ dưới chân chị có gì đâu mà. Còn gì nữa. Ủa, nói gì không đúng. Màn hình đây rồi âm thanh đâu? Bên này nè. Âm thanh màn hình dùng một phát một thôi. Màn hình mỏng mà rõ nét nè. Mày khỏi cần cắm anten nó cũng rõ mà. Ê, muốn nói gì nói đại, mày đừng có móc lò nha mày. Thua rồi thì về đi chứ đó, ở đó làm chi cho mang nhục. Đúng, tao về thì cả cha tao. Tao về là không phải tao sợ cái bản mặt mày đâu. Mà tao về tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày nữa, hiểu không chưa? Ai muốn nhìn ông? Ôi anh Năm, anh Sáu ơi, mình là bạn bè với nhau không mà. Có gì đâu mà phải như vậy. Nó nghe, nó nghe. Dạ. Cuộc đời này đừng tin ai hết. Dạ. Mỗi tấc đất là một kẻ địch. Anh muốn nói gì? Cái thứ này đừng có chơi nó. Dạ, bảnh tỏn mà ông túi không cắt, cắt nào đó. Trong hình cái tấm nhắn ép, cầm dao phạt trước phạt sau dính miếng thịt. Thứ này lừa thầy phản bạn. Anh hiểm. Năm về hả anh Năm? Ừ. Thứ mày á, thứ mà nói xấu bạn bè như vậy mày thì nó đi sông nước á, coi chừng Hà Bá nó ăn mày giờ. Xin lỗi mày, Hà Bá chứ mấy, nó khoái thịt tao, nó khoái xương mày, nó quất xương mày với xì đủ đã rồi con. Sơ thứ đàn ông gì kỳ cục á. Kỳ gì mày? Nói chuyện người khác không gì. Thứ này rồi, rồi đây nè, coi nè, cũng uống nước nữa à. Xin lỗi mày, uống nước gì mày uống rồi có con. Mày coi đây. Trời ơi, coi chừng đó anh Nam ơi. Bưng. Nguyên cái dồi vô họng rồi. Thằng này kỳ cục nha. Là vì nó không có uống. Nó chơi nước sông không à. Nó chê nước suối nhỏ. Cái thứ này nè. Ôi, hên mấy chục năm tao không gặp mày, chứ tao gặp mày chết 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 luôn. Không lẽ mình đuối lại sao ta? Ngày xưa đuối được, giờ đuối chết à? Không được, phải nói cái chuyện này thôi. Mạnh dạn lên đi. Sao bảnh? À, cô Tám mới qua chơi hả? Ngồi đi, ngồi chơi cô Tám. Rót nước cô Tám uống bay ư. À, cô Tám ngồi chơi. Dạ thưa anh, nhà này nhà của tôi. Ờ à, phải ha, hèn gì nhìn cảnh lạ ghê ta. Dạ anh ngồi đi. Dạ mời, mời cô Tám ngồi. Dạ. Dạ. Ý ừ, gì vậy? Gì ướt nhẹp hả? Năm cự mới ngồi đó. Bởi cái thứ không ưa sao gặp hoài vậy trời. Gặp cái mặt không ưa rồi tới khúc dưới cũng dính mày luôn là sao? Thù triền kiếp hay sao mà. Xin lỗi. Xin phép ngồi. Cô nói gì vậy trời? Đứa hôm chửi quá trời, giờ nói gì được? Không nói thì bể chuyện hết. Phải nói thôi, một lần cũng phải nói. Cô Tám à, trời ơi. Trời ơi, làm tôi giật mình vậy trời ơi, tôi chắc tôi chết quá. Xin lỗi, bị tôi không hiểu sao con người tôi ốm mà sao nó hăng ghê luôn. Ý tôi muốn nói như vậy. Dạ. Mới hôm qua đây, dạ, tôi nằm ngủ. Dạ. Tự nhiên tôi nằm mơ. Có cái giấc mơ kỳ lạ lắm. Mơ là tôi với cô hai đứa mình lấy nhau. Trời ơi. Trời ơi anh không, sao không. Vậy? Xin lỗi cô. Chắc có lẽ vì cô nhan sắc quá. Cho nên tôi lẫn. Là tôi nằm mơ thấy con tôi với con cô, hai đứa nó lấy nhau. Tôi mặn như in như là ông bà báo mộng là mình phải làm xui á. Thì ngày hôm nay tôi muốn qua đây, tôi nói chuyện với cô, đặng tôi mời cô qua nhà tôi một lần, để cho rồi cái mình bàn một cái. Sao tôi nói quá trời mà mặt cô hình như không có áp phê. Tôi không dám qua đâu.
có gì đâu, không dám qua. Hàng xóm láng giềng cô qua hoài đó, bây giờ qua chơi. Thôi qua đằng anh chửi tôi hả? Không có đâu, tôi là nào biết chửi ai đâu trời. Trời ơi, không có, qua chơi đi. Tôi nói tôi không dám qua. Qua đằng anh chửi tôi nữa là sao vậy? Tôi đâu có chửi ai đâu. Trời đất ơi, anh mới chửi tôi sáng xả mấy bữa nay mà anh nói gì kỳ vậy? Chứ cha có không ta? Trời đất ơi, có không? Anh chửi tôi mà anh hỏi tôi có hôn là sao? Có chừng ai đồn á. Trời, đồn cái gì? Anh chửi tôi mà anh nói ai đồn là sao? Có thiệt á hả? Vậy chứ sao? Hay là ma nhập ta? Trời ơi, chắc ma nhập á. Nếu anh nói ma nhập thì tôi bỏ. À vậy đi. Tôi không có nói gì hết á. Nhưng mà tôi nói thật với anh á, từ ngày mà tôi qua nhà anh á, tôi bị anh chửi cho tới ngày hôm nay đó. Anh biết là tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên không? Sao vậy? Đâu có gì. Hỏi sao vậy nữa là sao? Mỗi lần tôi leo lên giường tôi ngủ á, vừa chợp mắt thôi cái mặt của anh nó hiện ra. Ngồi lên bàn ăn á, mới vừa cầm cái chén lên cái đũa lên tính dạ thì gương mặt nó hiện ra, thì làm sao tôi ăn ngon ngủ yên được? Không lẽ ốm ốm về mà quyến rũ dữ vậy sao ta? Trời ơi, tôi không có giỡn với anh đâu nghe, tôi nói thật. Ủa, cô nói tôi hiện trong chén cơm của cô luôn hả? Vậy chứ sao? Sao cô diễn tả hồi tôi như cô hồn vậy? Thì chắc có lẽ anh cô hồn cắt đảng, anh ám ảnh tôi, anh biết chưa? Không có đâu, bây giờ không có nữa rồi. Hết rằm tháng 7 là bỏ rồi. Bây giờ cô thử qua một lần nữa đi, không có tình trạng này đâu. Thiệt, cô thử qua đi. Tôi thề đó, nếu mà là tôi là số bảnh là một lời tôi nói ra. Thôi, tôi xin anh đừng có thề cái câu này nữa. À, ngu ghê. Đóng vô cục chuối hơn. Cô qua đi. Anh kêu tôi qua. Mặt quá thành ý nè. Tôi nhìn thì tôi tin tưởng rồi đó. Thành ý quá phải không? Cười là vô hệ rồi. Tôi nói thiệt với anh, hồi nhỏ tôi bị anh, rồi lớn tôi cũng bị anh. Vừa phải thôi nghe anh. Cú nhỏ hụt rồi. Thì bây giờ đây là ý kiến của anh. Anh mời tôi qua. Bây giờ tôi bằng lòng. Tôi sẽ qua nhà anh. À. Bây giờ công chuyện này đó, tôi giao hết cho anh. Không. Anh tổ chức, anh muốn làm gì không, nào? Không, cô Tám. Cái này là tôi muốn mời cô qua. Còn tất cả công chuyện là tôi để cho cô tự động quyết định hết. Cô biểu cái gì tôi mặn hết. Thôi tôi cảm anh rất là nhiều. Thôi bây giờ anh về anh mời bà con dòng họ của anh, chồm xóm của anh lại đi. Rồi bên đây tôi cũng vậy nữa. Rồi tôi với anh phối hợp với nhau để mà lo cho hai đứa con, anh thấy sao? Ôi vậy thì được quá, chưa thấy gì nữa. Cái chuyện bà con thì cô yên tâm. Tôi hô một phát nó tới nhà một ề luôn á. Trời ơi, tôi cảm ơn anh. Cô nhiều. Yên tâm. Bây giờ mình phải mặn cái đám cưới này cho nó gình gan lên. Bị chi? Để mình che bớt đi, bị nó có con. Trời ơi, thôi ơi, trời ơi, tội nghiệp tôi quá. Tôi giấu từ hồi nào tới bây giờ, anh nói gì tội nghiệp tôi. Cái máu hằng kìm không có được. Đúng, mình phải mặn cái đám cưới này cho gình gan dạ, lên. Dạ đúng chị. Rồi. Để cho người ta đừng có biết cái đám của mình á là. Anh kiếm ai vậy? Coi chừng cha Năm Cự. Nó hay rình lắm, cô bị rồi. Để cho người ta đừng có nói cái đám của mình là cái đám phú phạt. Cô hiểu không? Dạ, đúng rồi. Phú phạt thì nói phú phạt cũng sợ gì. Trời. Bởi vì sao không chồng mà lại có con, người ta sẽ nói giống cái lon sữa bò. Năm Cự. Gì? Đàn ông gì kỳ cục vậy? Sao đi rình chuyện người khác? Đâu rình đâu, tại nói lớn quá người ta nghe. Thứ này nha. Thôi thứ anh gì mà thứ? Thôi tôi nói thẳng với bà anh Năm ơi, anh Sáu ơi, tội nghiệp tôi quá đi. Tôi nói anh nghe nha. Cái gì? Anh á là hồ đồ lắm. Anh không có chịu bình tĩnh suy nghĩ. Anh về nhà, anh kêu con gái anh ra, anh hỏi đầu đuôi câu chuyện. Việc nhà thì tối mà việc ở ngoài đường sao nó sáng quá vậy? Anh nói vậy là ý gì? Được rồi, tôi về tôi hỏi con gái tôi nha. Nếu không phải như vậy đó nha, tôi qua nhà anh tôi đòi nợ danh dự á. Khỏi cần. Tôi xin lỗi cô Tám. Đáng lý ra tôi ở, tôi nói chuyện với cô lâu lắm. Dạ. Nhưng mà cái thứ này tôi không ưa. Dạ. Nói xin lỗi cô nghe. Dạ. Cái thứ này chơi không có vô. Cô hiểu không? Tôi ghét cái thứ này lắm. Tôi biết. Thôi bây giờ tôi xin phép cô tôi về. Dạ. Rồi bữa nào đó rảnh rỗi tôi với cô ngồi nói chuyện tiếp. Dạ.
Tôi không phải như cái thứ này, đi nói xấu bạn bè như cái thứ này. Nghe cô, cái thứ này là không phải bạn của tôi. Dạ. Không, nhưng mà cũng không phải bạn của cô. Dạ. Cô đừng chơi nó không có tốt đâu. Dạ, sao vậy? Sao vậy? Sao? Nó không có tốt. Dạ. Đó, đứng nói chuyện với nó nhớ cái cú ngày xưa không? Dạ, sao? Tôi dặn rồi đó. Dạ. Bây giờ nó già rồi mà da mặt nó vẫn còn mụn á. Dạ. Đứng nói chuyện nó xa xa ra. Dạ. Chứ đứng gần nó sùng lên một cái mụn nó búng vô mặt cô là như bom bi luôn á. Dạ. Thôi tôi về nghe. Dạ. Vậy đi. Dạ. Thứ gì đâu không? Thứ mà nhiều chuyện mày ác như anh Năm ơi. Có trời hai mày nè, coi nè. Ôi da. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi ông té. Thấy không? Té cái gì mà té? Cái này là bị trời hại nè. Cháy mít rớt cái đầu luôn, thấy không? Mà mít bậy mít thúi ông nói mít xanh lè nó rớt cái đầu á, thứ ác. Thôi, tôi nói anh Nam nghe mình bè bạn với nhau không à. Đúng. Để đó an ủi ông đỡ. An ủi gì? Cái này á bây giờ thấy mà té vậy á, mít đập vô đầu mà mình không ra đỡ người ta nói mình còn ở ác nha. Dạ đúng rồi đó anh Nam. Dạ. Bạn bè cãi lộn. Dạ. Nhưng mà bên ngoài mình nén lại. Dạ, dạ. Mà bên trong mình vẫn thù nè. Dạ. Đó. Bây giờ ra đỡ mà thù nè. Dạ. Bực đó mình là bè bạn mà anh Nam. Chưa mày nát đầu mà chưa mày chờ cái đầu lủng lỗ. Có chừng đó anh Nam ơi. Bưng trời đất ơi. Rồi đủ hai trái luôn. Trời ơi, mấy ông này sao tới nhà tôi quậy tôi hoài vậy không biết nữa trời ơi. Lượm ơi. Lượm. Dạ, dạ. Cái gì vậy má? Lượm ơi. Dạ. Con đi qua nhà bác Sáu Bảnh liền cho má con ơi. Qua nhà bác Sáu? Ừ. Đi qua Bảnh đi. Quang hồn má. Con ơi, là con ơi. Má mừng quá. Chờ em lăng mái trắng là trôi trời ơi. Chờ em từng cơn gió về đây trời ơi. Trời ơi từng cơn gió về đâu trời. Ngựa tới rồi. Ngựa đâu con nè. Ngựa cái gì mà ngựa hoài à. May mắn gì à. Thì con kêu tía nãy giờ tía ngồi tía hát không à. Tao đang nổi điên nè. Ta đang chờ tiếng gió ngựa nha. Mày làm gì canh hả? Thì tiếng làm gì tiếng ngồi đây tiếng hát hoài mà con kêu tiếng cũng không nghe nữa. Cũng tại bay không chứ giờ tao đâu khùng vậy. Phải kia bay nói thiệt với tao đi. Thấy không? Để cho tao giải quyết một cái đi. Dâu diếm chi tới giờ này tao qua tao năn nỉ người ta mà người ta chưa qua nữa bay coi ác không? Tiếng nói vậy sao được? Tự nhiên cái bây giờ con mà nói ra cái chuyện đó cái tiếng giết con chết chết làm sao? Nghĩ gì kỳ cục à? Hùm dữ không nỡ ăn thịt con mà. Không lẽ là tía đi giết con tía hả? Cùng lắm mà tao bực bội rồi tao chửi láp giáp vài tháng thôi gì dữ à. Trời ơi, chửi đó còn chết hơn nữa. Thôi bây mà giờ tía nè, ơi, tao qua tao mời người ta mà người ta không qua. Dạ. Coi, bây giờ tao chỉ cần cô Tám bay bước chân qua đây, tao nói một lời xin lỗi với bà. Bà mà chịu tha thứ cho tao, tao ăn chay một tháng. Phải không á? Tao nói thiệt mà. Thiệt. Bà mà chỉ cần nói ừ tôi tha lỗi cho anh, tôi ăn chay liền lập tức một tháng. Thiệt không đó? Thiệt, lời tía nói tía hứa mà. Chính miệng nói ra đó. Chính nghe. Miệng của tía. Tôi nè. Hả? Trời ơi tía ơi, tía giật mình gì mà. Dạ tía. Tôi chào anh Sáu. Ngồi vô. Mới hứa ăn chay sao linh dữ vậy ta. Bởi vậy giờ phải ăn chay dạ, thiệt chào thấy không à, cô Tám mới qua chơi. À rót rót nước cô Tám dạ, rồi. Dạ, dạ. Má ngồi mấy, má ngồi nước. Dạ, ngồi dạ, cô Tám ngồi. À con. Dạ, à, cô Tám uống miếng nước. Dạ mà cô Tám. Bữa nay cô Tám không có ngựa ha. Thế trời. Cái gì vậy? Tía. Trời đất ơi, nói gì vậy con? Thì ngựa ai ngựa? Anh nói gì? Tao có nói gì đâu. Ui, tía mới nói cô Tám không có ngựa hả? Là ngựa sao? À không không. À, ý tôi hỏi bữa nay cô không có đi ngựa hả? Dạ không. Má hết đi ngựa luôn rồi bác Sáu. À vậy hả? À, sao rồi con? Dạ nó bị gãy xương sống rồi. Trời ơi. Trời sao ơi. Dữ vậy? Hồi bữa nhảy lên cây á, nhảy xuống gãy luôn á. Trời ơi. Ai biểu mày nói cái thằng này mắc dịch thì tao dẫn mỉ nha rồi mày nói mà. Cô Tám ơi. Mày giết tao mà. Có gì đâu mà dữ à. Mình cũng người trong nhà không có gì đâu mà mắc cỡ. Nghe không đi ngựa là hiểu cái chuyện gì xảy ra rồi. Cô nhảy trên lưng voi còn gãy chứ đừng nói ngựa. Trời ơi sao vậy? Người ta qua rồi. Nói giữ mồm giữ miệng. Ô, xin lỗi cô, xin lỗi cô Tám ngồi chơi cô Tám. Dạ. Dạ, dạ cô Tám ngồi cô Tám. Cô Tám ngồi uống miếng nước. Má ngồi đó. À, vậy bữa nay cô đi bằng gì? Dạ bò. Tôi nói cô Tám nghe. Cái lỗi là lỗi của tôi.
Bây giờ tôi hồ đồ như vậy, cô biểu tôi quỳ từ đây tới nhà cô, tôi xin lỗi cô, tôi cũng chịu nữa. Đàn bà con gái còn đẹp như vậy, bò làm chi nó lát rồi gối. Trời ơi, bà xã ơi, má em đi xe bò. Xe bò. Xe bò, xe bò. À, đi đi xe bò hả không? Dạ. Đi xe bò hàng chi nó im như xe hơ. Dạ. Uống uống nước. Dạ dạ dạ, mời cô ra uống nước. Bình tĩnh tí ơi, bình tĩnh lại. À, cảm ơn cô. Dạ. Bữa nay cô qua chơi. Dạ. À, không mấy giờ cô Tám ăn cỏ nha. Trời đất ơi. Ai ăn cỏ? Trời đất ơi. Sao tôi chưa có về đó con ơi. Không không, lại lấy cỏ, lấy cỏ cho bò ăn. Lấy cỏ cho bò ăn, hiểu lầm thấy không? Lấy cỏ cho bò. Bữa nay tía con nói cái gì á mà tía, cô Tám tía, không biết gì trơn nhỉ. Tía con quýnh quán quá từ sáng giờ mong cô Tám qua. Dạ. Nhưng mà quýnh quán quá giờ không biết ăn nói sao á. Dạ. Bà. Sao vậy? Cái gì vậy? Bà sáu gì vậy? Trời ơi, không biết nha, cái con quỷ nào nó cởi con bò này nha. Mà con bò nó mệt, cái mặt nó quạo thấy ớn luôn. Con quỷ nào chắc cũng dữ dội lắm nè. Con bò. Dạ, quỷ này nè. Ui. Sao mày không nói cho tao trước? Nói gì nói, chưa nói là ban liền nữa. Tao thấy nó quạo thiệt chứ bộ. Nó xin lỗi đi. Để tao gỡ. Không, hồi nãy mới bước chân ra đó là thấy con bò nó cười. Nó cười. Xong rồi à, nhìn sâu vô ánh mắt của nó hình như nó thầm cảm tạ người chủ nó đó. Thiệt. Sao chỉ có cô thôi. Sao anh? Tên nó con bò đó nha. Dạ. Không có con nào mà có cái eo đẹp như cái eo con bò nhà con. Dạ, dạ, bác sáu. Nhưng mà ác là bị nó đi bốn chân, con hiểu không? Dạ, 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 dạ. Nó đi bốn chân thành thử cái eo nó ở trên lưng vậy nè. Đó. Chứ còn nó hạnh phúc lắm. Trời ơi, tí nói viết thì lộn tùm lum hết trơn vậy. Mà đi bò về, eo vui mà. Cô dạ, cô Tám ngồi chơi. Sao xin lỗi mà đừng có giận cô Tám. Mệt quá. Cô Tám ngồi chơi đi. Dạ. Nhẫn nhẽo nữa mệt ghê. Cô Tám ngồi chơi. À, tôi tới giờ này không mấy cô Tám ăn cỏ nữa đi. Trời ơi, gì vậy? Cỏ hoài tí ơi, sao vậy? Cỏ hoài hả? Trời ơi, nắm tay tía. Đây, bình tĩnh lại. Dạ, bình tĩnh lại giúp con cái. Bình tĩnh, bác sáu bình tĩnh rồi má. Nắm tay đi. Đây. Để tao bình tĩnh tao nói. Nắm tay má lại con luôn. Dạ. Đi tía. Không má quýnh cha này chắc chết quá. Ê nó khè tao mày. Trời. Ê nhịn giùm con cái. Sao nó hăng điều vậy trời. Nói vậy. Trời nói đi tía. Nắm tay nha. Dạ. Cô Tám à. Bữa nay đó. Tôi mời cô qua đây. Dạ. Cô đã nhận lời mời của tôi. Trời hay quá. Cô qua tới nhà tôi. Trước tiên tôi không biết nói gì. Nói đi. Là cảm ơn cô. Trời, hay quá. Và câu thứ hai mà tôi cứ ấp ủ trong lòng tôi hoài. Tôi chờ đến một ngày nào đó tôi gặp cô. Để tôi muốn nói với cô rằng. Nói đi. Cô Tám. Dạ. Cho tôi xin lỗi nha. Không có chi. Không có chi. Chẳng lẽ cô quánh tôi? Trời ơi. Được câu đầu cái hỏng câu sau rồi. Giờ sao? Mau giờ nói đi. Nói đi tía. Cô nói, Tám à. Nói. Ý tôi muốn nói là vậy nè. Một người Tám thôi chứ đâu ba bốn người Tám dữ vậy. Vô thăm con mày đây. Vô thăm con mày. Chỗ mày lớn nói chuyện mà. Sao kỳ cục. Không biết gì hết. Bởi tôi nói sắp nhỏ bây giờ nó cứ mà chết rồi. Cùng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi. Ngày xưa lạc được, bây giờ lạc là mất luôn đó. Cô Tám, tôi... Đừng đuối nữa Bảnh ơi. À, tôi...
Tôi cũng mà anh muốn nói gì thì tôi cũng muốn nói. Nói đại đi. Sao muốn nói gì anh nói đi. Thì sao tâm đẹp quá. Tôi đẹp từ hồi nhỏ tới giờ chứ đâu phải mới đẹp mà. Nhan sắc này chứ giết người quá trời. Anh muốn nói cái gì anh nói đi. Thôi vậy. Sao? Nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt. Bữa nay cô qua đây tôi rất là mừng. Nãy giờ tôi vui trong bụng quá mà tôi làm nhiều cái chuyện coi nó không được. Dạ. Giờ tôi bình tĩnh trở lại. Dạ. Thì tôi chỉ muốn nói với cô một điều thôi. Điều mà tôi ấp ủ là cô cho tôi xin lỗi nha. Mót à, ra coi thắp nhang cho cô Tám lên đồng á. Ai giữa hả? Ai giữa? Vô chưa? Ai giữa? Anh giữa tôi. Trời! Thôi không đủ khả năng giữa Tám đâu. Giữa Tám là chết luôn á. Xin lỗi đi. À cái chuyện dựa chắc để lần sau. Lần này nói chuyện sắp nhỏ. Chuyện mình bỏ qua bên cũ. Dạ. Yeah. Tôi thật sự ra là tôi muốn nói một cái điều là cô Tám cho tôi xin lỗi đi. Có câu để nói hoài hay sao? Tỉnh ơi. À, tôi thích đàn bà bạo lực vậy đó. Yếu ớt quá không chịu. Nhà một đứa yếu được rồi. Yếu quá coi kỳ lắm. Giờ tỉnh rồi ha. Một cái đập bàn của cô thôi Tám ơi. Làm chết lòng sáo liền. À, dậy đi. Thôi bây giờ anh ngồi đi. Bây giờ tôi với anh già lớn rồi. Thì bây giờ anh có con, tôi cũng có con. Bây giờ tôi với anh ngồi đây làm xuôi da thì quá tốt rồi. Tại sao anh mời tôi qua đây anh không nói mà anh nói cái gì lung tung beng mà nói dòng do tam quốc vậy? Tôi bị rối. Ý tôi muốn mời cô qua đây đặng nói cái chuyện đó đó. Nói cái chuyện giữa con của anh với con tôi chứ gì? Thì vì thở theo lời yêu cầu của anh thì tôi qua rồi. Sao anh nó vô vấn đề mà anh cứ nói chuyện gì đâu không vậy? Bây giờ ý cô làm sao cô cho tôi biết đi. Bây giờ ý của tôi là tôi muốn cho anh mời bà con dòng họ của anh, bà con dòng họ của tôi qua để tính cho hai đứa nhỏ. Vậy là quyết định luôn ha? Thì tôi quyết định tôi biết qua đây. Trời nè. Trời ơi biết vậy nãy giờ. Ý, cháu nội tôi khóc. Cháu ngoại của tôi. Bây giờ xin phép anh cho tôi vô tôi thăm cháu tôi chút. Cô vô thăm đi. Dạ. Cháu của cô mà. Tôi nói cô nghe. Dạ. Tôi đẻ đứa con gái ra nha. Dạ. Nuôi mấy chục năm trời. Dạ. Thấy không, bây giờ nó đẻ đứa cháu ra nó không giống bên ngoại. Dạ. Nó giống bên nội y hệt. Dạ. À tôi có phước quá. Thiệt bồng đi hàng xóm là biết cháu của bà Tám Sumo. Dạ. Này tên nơi bà cháu mà đẹp điều vậy đó. Dạ. Cái thiếu thứ hai đầy hai thứ. Trời ơi cái cha già kỳ cục ghê. Nói gì đâu không à. Hên quá có đứa nhỏ nó cứu chứ không chết nữa. Bị vui quá nó vậy đó. Thôi công chuyện vậy cũng rồi. Giờ chuyện của con Mót xong. Bây giờ là mời quan khách coi bạn bè có ai đâu. À, hàng xóm ba người năm cự. Tía, tía ơi con thấy Tám vô nhà mình vậy là chịu vô nhà rồi là vui rồi. Sắp có đám cưới rồi nghe. Ủa sao vậy? Sao mà có đám cưới mà tía buồn vậy hả? Tía vui không nổi con ơi. Sao vậy? Bây giờ chuyện cô Tám con. Dạ. Tía lo xong. Bây giờ còn chuyện bác Năm Cự. Giờ tao không biết làm sao tao nói chuyện với ông Năm Cự. Sao mày vậy? Nghỉ đi con nghỉ đi. Bữa hôm đó tự nhiên tao a thần phù vô nhà người ta, tao hốt bàn thờ người ta, tao đổ xuống sông. Bà mẹ nó chưa chém tao là mai rồi. Giờ nói gì vậy? Đó, tía thấy không? Tại vì tía nóng tính quá đó. Bây giờ vậy đi ha, tía cứ thử làm theo con lần coi làm sao ha. Không ấy á, bây giờ tía chịu khó đi, tía đi qua tía nói với bác Năm á là bác Năm á có một người con trai á chưa có gả vợ. Không ấy tía có con gái nhỏ đó chưa có gả chồng. Cái
giờ hai người lớn mình ngồi mận xui với nhau rồi cái thôi đừng có gây lộn nữa vậy ha tía. Không được con. Được mà tía. Con đừng vì cái tình cảm bạn bè của tía. Dạ. Mà con thôi tía không có ép con được. Tía nhưng mà con khoái ép. Tía ép con liền đi tía. Con năn nỉ tía đó. Tía nói con nghe. Dạ. Tía biết là con thương tía nhiều lắm. Dạ. Nhưng hạnh phúc trăm năm của con, sau này con không có hạnh phúc, tía sống cũng đâu có vui vẻ gì. Dạ. Đừng hy sinh vì cái tình bạn của tía mà dạ. phá vỡ hạnh phúc một đời của con. Dạ con biết, nhưng mà bây giờ hy sinh đời con cũng cố đời tía. Con tía ơi, tía ép con đi, tía mà không ép mấy con nhảy xuống sông nha. Tía mất con luôn đó, bây giờ con nhảy thiệt nè tía ơi. Thôi con. Dạ, ép liền đi. Nha nha, tía hứa nha, tía hứa tía ép nha. Sao con hiếu bất ngờ quá. Dạ con là vậy đó tía. Nhị thập tứ hiếu ghi thêm một tên nữa rồi. Dạ con đó. Bây giờ tía. Sao? Dạ bây giờ mấy mình đi về quê đi. Mình đi về Bắc Nam liền đi tía. Đi dạ. liền giờ dạ, ha. Đi. Chờ tía lấy cái nón dạ, đi rồi thôi mình đi. Mình đi liền giờ luôn đi. Không, Bắc Nam đợi. Chờ chờ đi tía. Khỏi. Ý, Bắc Nam. Khỏi cần qua. Bắc qua tới. À, anh Nam qua chơi. Không có chơi, qua đây mừng việc. Thôi công chuyện tôi mặn hết rồi, ngồi uống miếng nước anh Năm, rót nước bác Năm đi con. Cảm ơn, uống nước mía rồi. Lớn tuổi rồi, uống nước mía nó đau bụng, uống miếng trà gừng cho nó ấm nè. Ngồi đi anh Năm, ngồi chơi. Ngồi, bắt đầu làm việc. Có việc gì đâu mặn, uống đó. Nước. Hả? Hai việc. Việc gì? Việc thứ nhất, đòi danh dự. Tại sao? Tại sao xúc phạm tôi với thằng con trai tôi là sao? Hả? Tôi nói anh Năm nghe. Tôi nhận là tôi hồ đồ. Thôi thì bây giờ vậy. Chỗ tôi với anh là bạn bè từ nhỏ. Thấy không? Còn đây con gái tôi chứ cũng không ai xa lạ. Nếu anh mà đã chấp cái lỗi này trước mặt anh với lại con gái tôi nghiêng mình, tôi xin lỗi với anh nè anh Năm. Tốt, có lỗi mà biết nhận lỗi là tốt. Tha thứ. Ờ vậy đi cháu khỏe. Chưa hết. Mới có một việc là đòi danh dự. Việc thứ hai, đòi vàng. Vàng gì đâu đòi. Đôi bông tai vàng 4 số 9. Ai ăn giọng gì cái đó đâu nói. Ê, đừng có nói là quánh bài thua đem đi cầm nha. Năm cử. Tía đừng tía. Vừa phải thôi nha. Tôi nhường anh một bước rồi. Tại sao vậy? Anh bán đứng danh dự của tôi. Từ xưa tới giờ tôi chưa mượn ai một cắt bạc nào để quýnh bạc nha anh Năm. Tía. Nói vậy thì đôi bông tai đâu, đem ra đây đưa đây. Cái đôi bông tai đó. Tía ơi đừng có gây lộn mà. Bước ra ngoài. Tía đừng mà. Bỏ cái tai xuống. Tía. Bỏ xuống. Dạ. Tía ơi đừng mà tía. Bông tai nó nằm trên tai con gái tôi đó. Anh muốn gỡ muốn tháo anh muốn làm gì anh làm. Anh tía. Được không được hạ nhục danh dự tôi như vậy. Làm chứ. Tháo xuống. Về gã cho con trai tôi. Đừng có thích cái thằng Năm Cự này. Tía trời ơi, nó khốn nạn quá trời. Khốn nạn cho mày ăn nguyên trái lựu đạn. Đừng có thích tao. Trời ơi, nó dã man quá trời. Dã man, mày ăn nguyên trái khoai lang. Mình quá. Trời ơi, nở lòng nào Năm Cự. Mày tháo đôi bông của con nhỏ đang đeo. Mày suy nghĩ lại lòng mày. Mày làm như vậy mày có vui không? Trời ơi. Mày lên. Tao mà ác đổ cho mày phỏng cái ót mày rồi. Mày có khùng không mày? Sao mày rên quá vậy? Mày biết tao mỗi lần mà căng thẳng lên là mày quất một câu là tao xìu biết không? Biết vậy mấy cha ơi. Thôi được rồi, tao khỏi cần gỡ. Vậy đi. Không. Nhưng có cách khác. Nghe tao hỏi. Ai là người đeo đôi bông cho cô bé này? Trời ơi, có ai xa lạ đâu thì cái thằng lùng mã tờ. Lùng nào mày? Lùng nào? Hả? Mày nói nghe coi. Thì
cái thằng con bé bé xinh xinh của anh chứ ai. Bà biết chơi chữ quá, nghe cũng dễ thương thiệt. Thôi được rồi, tao kêu nó ra. Được, Phai Munich. Thấy chưa? Mày thấy nó bảnh chưa con? Cái này mới gọi là bảnh à, chứ mày là không có cắt nào hết à. Được, nghe tí hỏi. Có phải con là người đeo đôi bông tai cho cô bé này không? Đúng. Vậy thì tía trao quyền quyết định cho con, con để hay là không? Thưa tía, thưa bác Sáu, đôi bông tai là bao nhiêu công sức mồ hôi con đổ trên đồng ruộng mà có, nhưng quyết định không. Thấy chưa? Không, nó nói không, nó nói tôi không, không. Tôi trả lại cho anh nè. Không được cỡ. Anh được. Tôi thấy chưa năm tử. Làm sao mà tôi nói thằng con mà nó xử đẹp hơn thằng cha. Đừng có qua, mày qua nó giết mày á. Con thương người ta mà tía. Ở đây tía nuôi luôn. Đừng có gì à. Tía ơi, con thương người ta mà tía. Tía ơi. Không, con phải qua đi già rồi. Nó hay lên máu, nó nhảy tưng tưng. Hồi nó chết này tao chịu á. Đi qua đi rồi nhớ về nha. Tía ơi, con thương người ta mà tía. Ơi, con thương. Cô. Tía đồng ý hả tía? Trời ơi, tía giả bộ thôi. Em thấy cái biểu hiện cái mừng tía con. Mừng nó xúc động là gì đó. Sướng là nó nhảy. Trời ơi, sanh con ra đặt tên cho con là được. Bây giờ mới thấy được là con. Nãy giờ chẳng qua thử thôi, cho giả đào máu chứ. Tía. Này hay qua người đạt lắm. Ê, nói nghe, trái tim còn nằm ở cũ không? Ê, khỏi khỏi, bây giờ tao hít sáo không kêu là khó, dặn miếng. Nghĩ sao là năm cử? Hả? Mà có tin là tao rút cặp trường con là tao quất mày không? Ồ, cái này bỏ vô nồi xíu quách đi hả? Bạn bè chơi ác thấy ghê luôn à. Ghê gì ghê. Hồi nãy vô nói đại cho rồi đi. Bởi vì anh á. Trời chưa tới giờ không bỏ cái tật này. Cái tật này, cái tật này bà chết anh nhé. Tội làm chút xíu nữa tôi lên tim luôn. Lên tim không chịu hỏi con gái rồi cứ lo chữ lộn người ta. Ai biết đâu. Quá khứ bỏ, tính hiện tại. Đúng. Bây giờ lo chuyện đám cưới hai nó. Mần liền vậy ha. Ok. Tôi nói cho anh nghe. Sao? Bị con nhỏ rồi của tôi đó. À. Còn học vài tháng nữa mới ra trường. À. Giờ thôi để cho nó tiếp tục việc học đi. Rồi. Với lại giờ công chuyện đang đê đê mùa màng sắp tới. Thôi giờ tôi tính vậy. Chỉ có cái thời gian này á, mình mới quẩn mà mời bà con các nơi về nó cũng đông đủ cho vui. Là mình chờ ra riêng đi cái mình mần ha. Rồi quyết định vậy đi. Ờ ra riêng mình mần. Thằng Sáu và Năm thật là quá đáng. Bây giờ lo cho hai đứa đó, còn hai đứa nhỏ con của tôi. Cô yên tâm để tôi tính luôn. Cô rồi. Biết trời, cô có cháu rồi. Cháu cháu nội tôi nói lẹo ra riêng là đâu. Thôi ra riêng cái mình mần luôn. Dạ. Một năm luôn hả?